Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 80. Ngụy Vô Thượng đi vào sân đấu, tiện tay tóm bừa một người ngang ngược hỏi, tôi muốn vị trí của anh, có ý kiến gì không? Thực lực của người này không hề kém cỏi, vậy mà lại bị Ngụy Vô Thượng túm lấy không thể phản kháng, lòng bàn chân lạnh toát vì sợ hãi. Anh ta run rẩy đáp, không có. Ngụy Vô Thượng giật lấy thẻ tên trên người đối phương rồi ném người bay ra xa. Gã ta nhìn quanh một lượt, cười hỏi, ai là Trương Tiểu Bình? Đám đông đang có mặt sôi nổi hơn hẳn, là Ngụy Vô Thượng. Ngụy Vô Thượng đến rồi, Trương Tiểu Bình chết chắc, ở đây không có ai là đối thủ của Ngụy Vô Thượng đâu. Cũng có người từ nơi khác đến nên không hiểu rõ về Ngụy Vô Thượng cho lắm, bèn quay sang bên cạnh hỏi nhỏ, người tên Ngụy Vô Thượng này lợi hại lắm sao? Lai lịch của anh ta ghê gớm lắm, anh ta là cháu ruột của Ngụy Vô Cương trưởng lão nòng cốt Thiên Đạo Môn. Nghe nói lúc Ngụy Vô Thượng ra đời, bầu trời đã xảy ra dị tượng. Ngụy Vô Cương rất vui sướng, ban cho tên Vô Thượng, còn dốc hết công sức tự mình dạy bảo anh ta. Năm 13 tuổi, anh ta đã đạt được cảnh giới địa tiên. 19 tuổi anh ta trở thành Đoạt Thiên Tiên Tôn. Hiện giờ anh ta đã đạt cảnh giới Đoạt Thiên tầng thứ 5, là một cao thủ lăng thiên. Cảnh giới địa tiên kỳ thứ tư tên là Đoạt Thiên, chia thành 6 tầng là Vấn Thiên, Kính Thiên, Pháp Thiên, Khi Thiên, Lăng Thiên, Đoạt Thiên. Trước giờ có rất ít tu sĩ đặt chân đến cảnh giới Đoạt Thiên. Người đạt được tầng Lăng Thiên lại càng hiếm thấy. Trong số 1.000 Đoạt Thiên Tiên Tôn chưa chắc đã tìm được một người có thể tu luyện tới tầng Lăng Thiên. 6 tầng Đoạt Thiên vô cùng gian nan, tên gọi cũng phải dựa vào cảnh giới đạt được. Chẳng hạn như tu sĩ tầng Pháp Thiên thì được gọi là Pháp Thiên Tiên Tôn. Còn tu sĩ tầng Lăng Thiên sẽ được gọi là Lăng Thiên Tiên Tôn. Người kia nghe xong bị dọa sợ, trời ơi! Lăng Thiên Tiên Tôn sao? Quá khủng bố, theo như tôi được biết ở các thế lực đỉnh cao của tiên giới cũng không có mấy ai đạt được cấp độ này đâu. Đúng rồi, vậy nên Ngụy Vô Thượng được xếp hạng 49 trên bảng xếp hạng Tiên Tôn. Trong số các Tiên Tôn hiện nay, thực lực của anh ta được xếp thứ 3. Gần với thứ hạng của Âu Chiến. Đúng là Thiên Đạo Môn không thiếu nhân tài, chỉ riêng bảng xếp hạng Tiên Tôn đã có 2 người lọt vào, quá đỉnh. Ngô Bình nghe thấy có người tìm mình, bèn cất cao giọng nói, đại hội tiên truyền này không có phép tắc gì hết, Thiên Đạo Môn tùy tiện cải cắm người vào phá rối. Mọi người đều bỏ thi hết cho rồi, sau này cũng đừng có tổ chức đại hội tiên truyền vớ vẩn này nữa. Anh cố tình vận khí khi nói để những người trong phạm vi mấy nghìn mét xung quanh đều có thể nghe thấy rõ ràng. Anh vừa dứt lời, sắc mặt Ngụy Vô Thượng thay đổi, không biết anh đang định làm gì. Ngụy Quang nổi giận mắng chửi, cái thằng chết tiệt này lại dám dùng chiêu như vậy. Đúng lúc này bỗng có một chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Một ông già râu tóc bạc trắng, dáng vẻ đạo mạo hiện ra chất vấn, xảy ra chuyện gì vậy? Kẻ nào dám gây rối ở đại hội tiên truyền? Ngô Bình tiến lên một bước chào hỏi, xin chào tiền bối, chắc hẳn ông là người có địa vị cao trong Thiên Đạo Môn. Nhà họ Ngụy bọn họ có ý đồ muốn hại chết tôi, liên tục phái người tới ám sát. Bây giờ họ lại phái một người tên là Ngụy Vô Thượng đến giết tôi. Tôi tưởng đại hội tiên truyền được Thiên Đạo Môn lập ra để chiêu mộ người tài chứ. Tại sao lại nhất quyết muốn lấy mạng người có tài như tôi? Có phải Thiên Đạo Môn thấy đố kỵ ghen ghét thiên tài nên mới cố ý lập ra đại hội này để hãm hại các thiên tài của tông môn khác? Nếu các ông thực sự dùng tới thủ đoạn kinh tởm như vậy thì chúng tôi không dám gia nhập Thiên Đạo Môn nữa đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trưởng lão Thiên Đạo Môn vẫn rất bình tĩnh đáp trả, nhóc con nghĩ nhiều quá. Thiên Đạo Môn chưa từng có ý định làm hại thiên tài của các tông môn khác. Ta đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích xác đáng. Dứt lời, ông ta quay sang nhìn Ngụy Vô Thượng, sao cậu lại ở đây? Theo quy tắc, đệ tử của Thiên Đạo Môn không được phép tham gia đại hội tiên truyền, cậu không biết sao? Ngụy Vô Thượng thản nhiên đáp, tôi chỉ muốn giao lưu với cao thủ cùng trình độ thôi mà. Lập tức lui ra, nếu không sẽ bị trừng trị nghiêm minh, giọng điệu của Tiêu trưởng lão trở nên nghiêm nghị hơn hẳn. Lão Tiêu! Ông đang định hù dọa trẻ con đấy à, bỗng có một người đàn ông trung niên có đôi mắt hẹp dài bước tới. Ông ta chính là ông nội của Ngụy Vô Thượng, tên là Ngụy Vô Cương. Tiêu trưởng lão liếc nhìn Ngụy Vô Cương, Ngụy trưởng lão, nếu ai cũng ngang ngược không tuân thủ quy tắc thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thiên Đạo Môn. Ông muốn đứng ra bảo vệ cậu ta thì chúng ta đi gặp trưởng môn phân giải. Ngụy Vô Cương cười khan một tiếng, tôi đến đưa Ngụy Vô Thượng về thôi.
Vô Thượng, về với ông. Ngụy Vô Thượng chạy tới chào ông, không dám nói năng gì thêm. Gã ta nhìn chằm chằm Ngô Bình hồi lâu rồi ngoan ngoãn theo ông nội trở về. Trước khi rời đi, Ngụy Vô Cương còn lạnh lùng lườm Ngụy Quang một cái. Ngụy Quang hoảng sợ mặt mũi trắng bệch như tờ giấy, cả người lạnh toát. Tiêu trưởng lão nói với Ngô Bình, thằng nhóc nhà cậu còn có yêu cầu gì nữa không? Anh đáp, tiêu trưởng lão là trưởng lão nòng cốt sao? Tiêu trưởng lão gật đầu trả lời, tôi là trưởng lão nòng cốt của Thiên Đạo Môn, tên là Tiêu Thái Tôn. Ngô Bình dò hỏi, Thiên Đạo Môn của ông có ghét bỏ nhân tài không? Tiêu Thái Tôn cười nói, sao lại như vậy? Bọn ta vẫn luôn khao khát tìm kiếm nhân tài để bồi dưỡng. Ngô Bình gật đầu lấy huy hiệu của mình ra, tôi là đại sư luyện đan 4 sao tím, có thể nâng cấp thành đại sư luyện đan 5 sao bất cứ lúc nào. Vừa nãy tôi làm ầm lên gọi ông tới không phải vì sợ Ngụy Vô Thượng mà là tôi sợ giết anh ta xong sẽ không còn cơ hội đặt chân vào Thiên Đạo Môn. Đám người nghe xong đều không khỏi kinh hãi, thầm cảm thán đại sư luyện đan 4 sao tím quá lợi hại. Có thể nói thân phận này của anh còn khiến mọi người khiếp sợ hơn cả tài năng của Ngụy Vô Thượng. Tiêu Thái Tôn sáng rực hai mắt, thì ra cậu là thầy luyện đan 4 sao tím, lại còn trẻ như vậy, tiền đồ nhất định sẽ rất sáng lạn. Cậu yên tâm, tôi sẽ dùng thần niệm theo dõi cậu mọi lúc mọi người. Nếu có người dám làm hại cậu, tôi sẽ lập tức xuất hiện tiêu diệt thay cậu. Ngụy Quang biết không còn cơ hội lấy mạng Ngô Bình nữa, mặt mũi lại càng tái mét. Ngụy Hoành vừa quay về, thấy vậy hoảng sợ không dám thở mạnh. Đám đông cũng bàn tán xôn xao. Quá đỉnh, đại sư luyện đan 4 sao tím, e là không hề thua kém đại sư luyện đan 5 sao đâu. Anh Trương còn trẻ tuổi đã đạt được thành tựu khủng bố như vậy, tương lai chắc chắn sẽ còn huy hoàng hơn nữa. Anh Trương rất thông minh, để lộ thân phận như vậy thì nhà họ Ngụy có quyền lực tới đâu cũng không dám làm gì anh ấy, nếu không sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ Thiên Đạo Môn. Thậm chí còn có nguy cơ khiến trưởng môn phải ra mặt xóa bỏ cả nhà họ Ngụy. Dù sao giá trị của đại sư luyện đan 5 sao không thể đo đếm được. Hình như Thiên Đạo Môn cũng có đại sư luyện đan 5 sao chứ. Có một người, tên là Lạc Ngưng Đan, nghe nói còn rất trẻ. Trưởng môn Thiên Đạo Môn đón tiếp như khách quý, trả rất nhiều tiền của. Năm xưa để giữ chân Lạc Ngưng Đan, trưởng môn còn tiêu tốn hàng trăm tỷ để xây nên vườn đan thanh minh. Ngô Bình thấy Tiêu Thái Tôn mở lời, bèn đáp cảm ơn tiêu trưởng lão. Tôi nghe nói trở thành đệ tử ưu tú thì có thể tùy ý lựa chọn một vị trưởng lão làm sư phụ phải không? Tiêu Thái Tôn gật đầu đáp, đúng vậy, cậu chọn ai cũng được. Anh nhìn ông ấy chăm chú, tôi có thể nhận ông làm sư phụ được không? Tiêu Thái Tôn sững sờ trong giây lát rồi mỉm cười, lẽ ra cậu nên chọn một vị thượng trưởng lão, dù sao ta cũng lớn tuổi rồi, không còn được như xưa. Tất nhiên nếu cậu nhất quyết chọn ta thì ta cũng rất vui. Ngô Bình lập tức lên tiếng cảm tạ, cảm ơn tiêu trưởng lão. Tiêu Thái Tôn cực kỳ vui sướng, tuy ông ấy cũng có đệ tử nhưng không ai ra hồn, khiến cho địa vị của ông ấy ở Thiên Đạo Môn không vững chắc. Nếu có đồ đệ như Ngô Bình, chỉ riêng thân phận đại sư luyện đan 4 sao tím của anh đã đủ tốt rồi. Chắc chắn thành tựu sau này của anh sẽ không thua kém đám người Âu Chiến và Ngụy Vô Thượng. Nghe thấy những lời này, Ngụy Quang dứt khoát bỏ đi. Không diệt trừ được Ngô Bình thì ông ta ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trận đấu vẫn còn tiếp diễn, Ngô Bình đánh thắng 14 người liên tiếp, đạt được 82 điểm. Hạng 2 mới có 46 điểm, thua xa anh. Tiêu Thái Tôn chưa rời đi mà ở lại quan sát. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trưởng lão tuyên bố thành tích xong xuôi, ông ấy mới cười nói với anh, không cần lấy phần thưởng đâu, sẽ có người mang tới sau. Con đi theo ta. Ông ấy dẫn anh đi tới một tòa động tiên bày trí vô cùng trang nhã, bên trong có vài tiên đồng hầu hạ. Sau khi đi tới một phòng khách nhỏ, ông ấy cười bảo, đồ đệ không bái sư sao. Ngô Bình quỳ xuống hô lên, đồ đệ Trương Tiểu Bình bái kiến sư phụ. Tiêu Thái Tôn vuốt râu cười khà khà, tốt lắm, con đứng lên đi. Ông ta đợi anh ngồi vào chỗ mới nói tiếp, vốn dĩ ta không định nhận đồ đệ nữa, nhưng con có tố chất rất tốt. Ta lại là người đi giải quyết chuyện của con. Điều này chứng tỏ thầy cho ta có duyên với nhau. Ngô Bình kể tội, sư phụ, nhà họ Ngụy kia quá độc ác, diệt cả nhà họ Tử rồi còn muốn đuổi cùng giết tận người ta. Thiên Đạo Môn mặc kệ bọn họ sao? Tiêu Thái Tôn đáp, Tử Nguyên Giáp đã chết, nhà họ Tử không giữ mình được. Cho dù nhà họ Ngụy không ra tay thì các thế lực khác cũng sẽ ra tay thôi.
Ngô Bình thở dài cảm thán, nhưng làm vậy quá tàn nhẫn. Tiêu Thái Tôn giải thích, không có gì là tàn nhẫn cả. Đây là truyền thống từ trước tới nay rồi. Muốn trách chỉ có thể trách nhà họ Tử trước kia quá tham lam vơ vét nhiều nên mới dẫn đến họa diệt thân. Ngô Bình dò hỏi, bây giờ con là hạng nhất của Đại hội Thiên Truyền. Con có được vào thiên vực không? Tiêu Thái Tôn khó hiểu nhìn anh, đúng là con có một cơ hội đi vào thiên vực. Nhưng con thực sự muốn đi sao? Anh đáp, nghe nói nơi đó nguy hiểm lắm, nhưng đệ tử vẫn muốn thử sức một lần. Tiêu Thái Tôn im lặng một lát rồi nói, con muốn đi thì đi thôi. Có lẽ thiên đạo môn sẽ thay đổi vì con. Ngô Bình khó hiểu hỏi, sao sư phụ lại nói vậy? Tiêu Thái Tôn hỏi ngược lại, truyền thừa của thiên đạo môn bắt nguồn từ thiên vực. Con có biết cửu đỉnh không? Anh trả lời, con biết. Ông ấy kể cửu đỉnh là thứ được phát hiện ở trong thiên vực. Lúc trước người sáng lập ra thiên đạo môn cũng lấy được truyền thừa trong thiên vực. Người thừa kế tiếp theo cũng lần lượt đạt được thêm một ít truyền thừa, dần dần hình thành nên thiên đạo môn như ngày nay. Ngô Bình cảm thấy tò mò, sư phụ, rốt cuộc thiên vực là nơi nào vậy? Tiêu Thái Tôn đáp, có lẽ là nơi mai táng nền văn minh của các kỷ nguyên trước. Anh ngơ ngác lặp lại, nơi mang táng nền văn minh của các kỷ nguyên trước sao? Tiêu Thái Tôn gật đầu giải thích, vũ trụ của chúng ta sinh ra rồi hủy diệt, sau đó lại hồi sinh, lặp đi lặp lại vô số lần. Mỗi lần như vậy được gọi là một kỷ nguyên nào cũng sẽ hình thành nền văn minh của riêng nó, chẳng hạn như nền văn minh tiên đạo, nền văn minh vu đạo, nền văn minh khoa học kỹ thuật. Khi vũ trụ bị hủy diệt, một phần của nền văn minh đó sẽ được di chuyển tới một không gian an toàn khác mà chúng ta gọi là thiên vực. Không biết điều này là vô tình hay cố ý, lối vào thiên vực rất khó tìm, vô cùng thần bí. Thiên đạo môn nắm giữ quyền lực mạnh mẽ như vậy cũng là bởi bọn ta là thế lực duy nhất nắm giữ lối vào thiên vực. Ngô Bình kết luận, chắc những người có thể đạt được truyền thừa của thiên vực đều mạnh lắm. Tiêu Thái Tôn cũng đồng ý, không sai, vậy nên nó mới nguy hiểm. Người đi vào lành ít dữ nhiều, sư phụ rất lo cho con. Ngô Bình cười bảo, không thử một lần con sẽ không cam lòng. Ông ta đành phải nghe theo, cũng được, con muốn thì cứ đi đi. Bấy giờ có người gửi tới một vài đồ vật, chúng chính là phần thưởng cho vị trí hạng nhất đại hội tiên truyền mà Ngô Bình giành được. Tiêu Thái Tôn cười nói, đồ đệ, phần thưởng của con đến rồi. Ngô Bình cầm lấy chiếc túi chứa đồ, bên trong có một viên đan dược, 100 triệu đồng thần long, thủ lệnh thân phận đệ tử thiên đạo môn, quần áo, vân vận. Tiêu Thái Tôn bảo, con còn có thể chọn một món đồ ở thiên khố và thư viện. Ngô Bình hỏi, sư tôn. Thiên khố và thư viện là nơi gì vậy ạ? Tiêu Thái Tôn đáp, thiên khố, như tên gọi của nó, đồ ở trong đó đều đến từ thiên vực, bất kỳ món nào cũng có giá trị liên thành. Có điều đồ từ thiên vực, có món thì vô giá, món thì chẳng đáng mấy đồng. Còn thư viện là nơi lưu trữ sách vở mà các đời tu sĩ thiên đạo môn thu thập được, trong đó cũng bao gồm một số công pháp, thần thông, phù thuật, ma pháp, vân vân. Ngô Bình gật đầu, bây giờ con muốn đến thiên khố dạo một vòng. Tiêu Thái Tôn gật đầu, ừ, để ta sai Thất Bảo dẫn con đi. Thất Bảo là tiên đồng của Tiêu Thái Tôn, trông khoảng mười mấy tuổi nhưng thực ra đã sống mấy trăm năm. Vì Thất Bảo tu hành từ bé nên vẻ ngoài không thay đổi, vẫn giữ dáng vẻ tuổi 16, 17. Thất Bảo nói, thưa cậu, để tôi đưa cậu đến thiên khố. Ngô Bình gật đầu, theo chân Thất Bảo đi đến thiên khố. Thiên khố được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, cần có pháp chỉ của ba vị trưởng lão quan trọng và trưởng môn mới được vào trong. Vậy nên trước khi vào thiên khố, Ngô Bình phải chờ ba pháp chỉ suốt mấy giờ đồng hồ. Lúc chờ pháp chỉ, anh rảnh rỗi đến mức thấy chán, chợt nhìn thấy đối diện thiên khố có một vườn lê. Đã có mấy quả lê rất to, đứng từ xa xa đã ngửi được hương thơm. Anh hỏi Thất Bảo, đó là lê do ai trồng vậy? Thất Bảo đáp, thưa cậu, lê này tự mọc. Vốn chỉ dĩ chỉ có một cây, không ai chăm sóc cả. Sau đó lê rụng, rồi mọc thêm nhiều cây. Hơn 1.000 năm trôi qua, đã hình thành vườn lê như ngày nay. Ngô Bình rảo bước đến vườn lê, vươn tay hái một quả rồi cắn thử. Anh cảm thấy lê rất ngon, vừa giòn vừa ngọt, còn có một loại năng lượng kỳ lạ rất nhạt. Bất thình lình, anh nhổ miếng lê ra, biến sắc, thi khí. Thất Bảo vẫn điềm tĩnh nói, tôi lên tiếng chậm, chưa kịp nói thì cậu đã ăn mất. Đệ tử của thiên đạo môn thường có tranh đấu, người chết sẽ chôn ở vườn lê này. Dần ra,
thì khí ở đây nồng nặc hơn, dẫn đến việc quả lê cũng bị ô nhiễm. Ngô Bình nhổ ra thêm vài miếng nữa, đoạn bảo, thất bảo, tôi thấy cậu cố ý thì có. Thất bảo vội cúi đầu, tôi không dám. Ngô Bình cảm thán, một vườn lê đẹp như thế mà lại dùng để chôn người chết, thật đáng tiếc. Bỗng nhiên có một màn sương đen bốc lên xung quanh, hơi sương cuồn cuộn, chẳng mấy chốc đã bao phủ Ngô Bình và thất bảo. Ngô Bình cười khẩy, thứ quỷ quái kia, bớt dở trò đi, bằng không ta chém chết ngươi đấy. Màn sương lại cuộn trào, một người đàn ông xuất hiện, mặt mũi tái xanh, cổ có một lỗ máu, bụng nát nhừ, chỉ có một con mắt. Miệng người này đang chảy máu và mủ vàng, kinh tởm vô cùng. Ngô Bình cau mày, ngoan ngoãn cho tôi. Người đó biến thành một người đàn ông điển trai, chắp tay trước Ngô Bình, chào cậu. Ngô Bình hỏi, anh là âm linh ở đây? Người đàn ông gật đầu, tôi tên Chu Vân Thâm, vốn là đệ tử chân truyền của Thiên Đạo Môn, 150 năm trước bị hại chết và được chôn tại đây. Oán hận trong lòng tôi chưa tan nên mới hóa thành âm linh, chờ đợi ở nơi này. Thất bảo lên tiếng, thưa cậu, âm linh của Chu Vân Thâm cứ rảnh rỗi là thích chạy ra đây kể khổ. Cậu không cần để ý. Chu Vân Thâm cả giận, tiên đồng còn con, im miệng đi. Tôi có oan cần giải, tất nhiên phải nói với người khác. Nếu không thì ai giúp tôi? Ngô Bình cảm thấy buồn cười, năng lực kém thì bị đánh chết, có gì mà oan chứ? Chu Vân Thâm đáp, kẻ đó cướp của cải của tôi, cướp vợ của tôi làm sao nhịn được? Ngô Bình nói, anh cũng chết rồi, làm sao có thể can thiệp chuyện sau này nữa? Mà cũng đã hơn 100 năm trôi qua, tu vi kẻ thù của anh e là đã vượt xa ngày xưa rồi nhỉ? Chu Vân Thâm thở dài, hắn tên Hoa Thanh. Năm xưa là thiên kiêu của Thiên Đạo Môn. Bây giờ Hoa Thanh đã là thượng trưởng lão của Thiên Đạo Môn, có tu vi chân tiên. Nghe đến tên Hoa Thanh, thất bảo cười khẩy, Chu Vân Thâm, kẻ như anh, trưởng lão Hoa Thanh chẳng buồn để tâm đâu. Anh thì dây dưa mãi, cứ tiếp tục thế này, có khi một ngày nào đó anh sẽ hồn tiêu phách tán đấy. Chu Vân Thâm lạnh lùng hừ giọng, dù hồn bay phách tán, tôi cũng phải nói. Lòng Ngô Bình thoáng dao động. Chu Vân Thâm này chỉ là đệ tử chân truyền, còn Hoa Thanh kia ít nhất cũng là đệ tử ưu tú. Tài nguyên của đệ tử ưu tú nhiều hơn hẳn đệ tử chân truyền. Thế vì sao một thiên kiêu, đệ tử ưu tú lại hãm hại Chu Vân Thâm? Chuyện này giống như một đại gia bạc tỷ cướp giật một công nhân chỉ có vài nghìn đồng vậy, cực kỳ phi lý. Ngô Bình hỏi, Chu Vân Thâm, sao Hoa Thanh lại giết anh? Chu Vân Thâm ngẩn ra, sau đó đau đớn ôm đầu, tôi quên mất rồi. Có lẽ hắn vì một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng tôi lại không sao nhớ ra được. Ngô Bình đột nhiên dùng tiên châm đâm vào giữa lông mày Chu Vân Thâm. Ngay lập tức, hình dáng Chu Vân Thâm tan ra rồi ngưng tụ trở lại. Chu Vân Thâm nhìn Ngô Bình, cảm ơn cậu đã lấy lại ký ức cho tôi. Tôi nhớ ra rồi, có điều, tôi chỉ có thể nói cho cậu nghe thôi. Ngô Bình nói với thất bảo, ra ngoài trước đi. Thất bảo gật đầu, rời khỏi vườn lê. Ngô Bình bảo, anh có thể nói rồi. Chu Vân Thâm kể, năm đó, tôi mua được một viên đá ở chợ Thiên. Mới đầu tôi chỉ thấy nó đẹp thôi, sau đó dần phát hiện điểm phi thường của nó. Sau nhiều năm nghiên cứu, tôi mới biết viên đó không đơn giản, đó là một viên kỳ thạch vẫn có thể giữ gìn nguyên vẹn dù đã trải qua đại kiếp kỷ nguyên. Ngô Bình cả kinh, đại kiếp kỷ nguyên cũng không thể phá hủy nó ư. Chu Vân Thâm đáp, đúng vậy, nên tôi mới cảm thấy nó phi thường. Sau đó tôi tìm đọc điển tịch mới biết lai lịch của nó. Một người mạnh siêu cấp của kỷ nguyên nào đó đã nén ý chí và năng lượng của mình đến mức cực điểm để hình thành viên đá này. Ngô Bình hỏi, nói vậy, viên đá ấy đã phong ấn một người mạnh siêu cấp. Chu Vân Thâm gật đầu, chắc chắn là thế. Chuyện này rất bí mật, tôi chỉ nói với người bạn thân nhất lúc đó là Hoa Thanh. Ngô Bình đoán, Hoa Thanh muốn làm gì, thả người mạnh bên trong ra. Chu Vân Thâm lắc đầu, dĩ nhiên là không. Hắn có dã tâm, muốn luyện hóa kỳ thạch, cướp năng lượng của người mạnh siêu cấp bên trong. Ngô Bình hỏi, chuyện này ngoài hai người ra, còn có người thứ ba nào biết không? Chu Vân Thâm thở dài, không, trừ chúng tôi, cậu là người thứ ba biết chuyện đấy. Thậm chí cả vợ tôi cũng không biết. Ngô Bình hỏi tiếp, thế sau này vợ anh đi theo Hoa Thanh à? Chu Vân Thâm đáp, đúng vậy, trước khi chết tôi mới hiểu ra. E là vợ tôi cũng do Chu Vân Thâm sắp xếp, cố tình phái cô ta đến bên cạnh tôi để nghe ngóng tin.
Ngô Bình hỏi, anh là đệ tử chân truyền, có thứ gì đáng để một đệ tử ưu tú nghe ngóng vậy? Chu Vân Thâm trả lời, tu vi của tôi không bằng hắn, tài nguyên càng không bằng, nhưng tôi là người duy nhất nghiên cứu lịch sử kỷ nguyên của thiên đạo môn. Những kiến thức liên quan mà tôi am hiểu chính là thứ hắn cần. Ngô Bình rất tò mò, vì sao Hoa Thanh lại cần kiến thức về lịch sử kỷ nguyên? Chu Vân Thâm giải đáp, vì hắn tu luyện một loại kỳ công ít người quan tâm. Công pháp này có uy lực rất khủng khiếp, nhưng trở ngại lớn nhất lúc tu luyện chính là phải liên tục hấp thu năng lượng của các kỷ nguyên. Thế nên hắn cần người am hiểu kiến thức liên quan như tôi giúp đỡ. Đây cũng là nguyên nhân một đệ tử chân truyền như tôi có thể kết bạn với đệ tử ưu tú. Ngô Bình hỏi, vậy là ngay từ đầu Hoa Thanh đã lợi dụng anh, ngay cả vợ anh cũng do Hoa Thanh cố ý sắp đặt. Chu Vân Thâm thở dài, bây giờ nghĩ lại, nhất định là vậy. Vợ tôi vốn do hắn giới thiệu, chúng tôi có thể ở bên nhau cũng nhờ có hắn thúc đẩy. Ngô Bình giật mình, Hoa Thanh chưa khiến anh hồn tiêu phách tán, xem ra vẫn muốn lợi dụng tài năng của anh. Chu Vân Thâm nói, đúng thế. Những năm qua, hắn đến hỏi tôi hết lần này đến lần khác. Nói chuyện đến đây, Ngô Bình mới bảo, tuy rất đồng cảm với anh, cũng vô cùng bất bình trước cách làm của Hoa Thanh, nhưng tôi vẫn không thể giúp gì cho anh. Ngô Bình hỏi, vì sao anh phải làm vậy? Chu Vân Thâm đáp, nghiên cứu lịch sử văn minh kỷ nguyên quá cô độc, nên mỗi lần Hoa Thanh đến đây và hỏi tôi đều sẽ giải đáp cho hắn. Tôi không muốn tiếp tục nữa, đến lúc buông bỏ một số thứ rồi. Ngô Bình cũng cảm thán, vậy cũng được. Chu Vân Thâm khẽ mỉm cười, hình dáng dần dần nhòa đi. Vào khoảnh khắc ấy, Chu Vân Thâm chỉ ngón tay vào giữ lông mày Ngô Bình, truyền dạy cho đối phương mọi kiến thức đã học thuở bình sinh. Nguyên thần của Ngô Bình hiện tại rất đáng gờm, tất nhiên sẽ không dễ dàng tiếp nhận thông tin. Sau khi xác nhận thông tin vô hại, nguyên thần mới chính thức tiếp nạp. Ngô Bình khẽ thở dài, anh Chu, xin anh hãy yên tâm. Nếu có khả năng, tôi sẽ lấy lại công bằng cho anh. Khi anh ra khỏi vườn lê, Thất Bảo cất tiếng, thưa cậu, bây giờ cậu có thể vào thiên khố rồi. Cánh cổng thiên khố từ từ mở ra, Ngô Bình sải bước tiến vào. Nhìn xung quanh, anh thấy thiên khố này chất đồ khắp nơi, vô cùng bừa bộn, không theo quy luật nào. Anh cau mày, thiên khố không có ai quản lý ư. Đúng lúc này, anh nghe thấy một giọng nói, có một khắc để chọn đồ, chọn xong hãy rời đi ngay lập tức. Ngô Bình không dám chậm trễ nữa, bèn thi thiển vạn vật hữu linh để di chuyển nhanh trong thiên khố, tìm thứ có thể hữu ích với mình. Quả nhiên anh phát hiện được rất nhiều thứ, nhưng khi quan sát kỹ hơn, anh lại cảm thấy chúng cũng không đáng giá là bao. Đến khi thời gian sắp hết, rốt cuộc anh cũng dừng lại, nhìn vào một thứ giống như đám mây được đựng trong một chiếc lọ trong suốt. Ký ức của Chu Vân Thâm nói cho anh biết, năng lượng hình mây này chính là hình dạng của ý chí mạnh nhất trong kỷ nguyên sau khi trải qua đại kiếp kỷ nguyên. Bình thường, hầu hết những thứ này đều chẳng có mấy giá trị. Nhưng đôi khi bên trong chúng sẽ có thứ tinh túy gì đó truyền lại, chẳng qua xác suất rất nhỏ. Không kịp suy nghĩ nhiều, thời gian đã sắp hết, Ngô Bình cầm lấy chiếc lọ rồi xoay người bước ra ngoài. Ra khỏi thiên khố, cổng liền đóng sầm lại. Thất Bảo hỏi, cậu đã lấy thứ gì vậy? Ngô Bình đưa chiếc lọ ra cho Thất Bảo xem, đoạn nói, Thất Bảo, đến thư viện. Đến thư viện, môi trường ở đây tốt hơn thiên khố rất nhiều. Sách ở nơi này được xếp ngay ngắn, trật tự trên giá. Từng dãy giá sách, từ đầu này đến đầu kia, chắc phải cả triệu. Muốn chọn ra một quyển có ích với mình giữa ngần này sách thật sự quá khó. Mà thư viện cũng có quy định về thời gian như thiên khố, anh chỉ có khoảng một giờ thôi. Không có thời gian để lãng phí, nên vừa bước vào thư phòng, anh đã mở hết thần niệm, định tìm bừa một quyển sách rồi thôi. Nhưng khi tiến vào sâu thư viện, anh bỗng sững người. Vì chuột tìm báu vật đột nhiên nhảy ra khỏi ống tay áo, xông về một hướng rồi kêu chít chít. Ngô Bình giật mình, tức tốc đến bên cạnh một dãy giá sách trông chẳng có gì đặc biệt. Chuột tìm báu vật nhảy xuống, dừng lại trước một quyển sách rách nát. Sách còn chẳng có bìa, dường như phủ bụi đã lâu. Lúc này, thời gian đã sắp hết, Ngô Bình tin chuột tìm báu vật sẽ không phán đoán sai. Anh không buồn đọc đã cầm lấy quyển sách ấy rồi cất bước ra khỏi thư viện. Chọn xong hai món, Ngô Bình lại đến gặp Tiêu Thái Tôn. Tiêu Thái Tôn nói, Tiểu Bình, từ nay trở đi, con chính là đệ tử ưu tú của thiên đạo môn. Mỗi năm đệ tử ưu tú có thể nhận tài nguyên tu hành có giá trị 50 tỷ tiền báu, cùng nhiều đặc quyền khác,
ví dụ như con có thể vào thiên đạo bát cảnh để tu luyện với thời gian không hạn chế. Ngô Bình hỏi, sư tôn, thiên đạo bát cảnh là gì ạ? Tiêu Thái Tôn cười đáp, thiên đạo bát cảnh là thánh địa tu luyện mà thiên đạo môn đang dần nắm giữ, bao gồm thiên cảnh, địa cảnh, lôi cảnh, hỏa cảnh, thủy cảnh, phong cảnh, sơn cảnh, trạch cảnh. Nghe xong, Ngô Bình bèn hỏi, đó không phải là bát quái sao ạ? Tiêu Thái Tôn nói, đúng vậy, chính là bát quái. Bát cảnh này vốn là tám thần cảnh lớn được hình thành sau khi bàn bát quái tiên thiên bị phá vỡ, sau đó được thiên đạo môn chúng ta thu thập. Đừng xem thường bát cảnh nhé. Các thế lực đỉnh cấp đều phải đỏ mắt ghen tị vì nó, bởi bát cảnh là nơi nguy hiểm đối với đệ tử bình thường, nhưng lại là thánh địa tu luyện dành cho đệ tử thiên kiêu. Ngô Bình đáp, đệ tử đã hiểu. Tiêu Thái Tôn bảo, con vừa trở thành đệ tử thiên đạo môn, chắc chắn còn nhiều việc chưa xử lý. Con có thể về xử lý trước, chờ mọi thứ ổn thỏa hắn quay lại. Về việc vào thiên vực, con có thể chờ một thời gian nữa. Kiến nghị của ta là, ít nhất phải chờ đến cảnh giới đoạt thiên rồi vào thiên vực cũng không muộn. Ngô Bình đáp, vâng. Sau khi dạo một vòng quanh nơi ở của mình, Ngô Bình rời khỏi thiên đạo môn, đến thiên địa kiếm tông, sau đó đến tiên giới bằng trận vận chuyển. Chuyện anh gia nhập thiên đạo môn dĩ nhiên phải nói với mọi người của thiên địa kiếm tông. Đúng như anh dự đoán, khi biết anh đã trở thành đệ tử ưu tú thiên đạo môn, La Thiên Tướng lập tức cười to, tốt quá rồi. Thiên địa kiếm tông chúng ta sau này chắc chắn có thể phất lên. Ngô Bình cười đáp, sư tôn vui như vậy, không sợ con gia nhập thiên đạo môn rồi sẽ không quay về sao ạ? La Thiên Tướng cười nói, sao con lại không về chứ? Tuy thiên đạo môn hùng mạnh nhưng thiên kiêu của họ không chỉ có mỗi con. Có thêm một thế lực chống lưng và hỗ trợ con, cớ sao con lại từ bỏ kia chứ? Tất nhiên, điều quan trọng nhất là ta tin tưởng nhân phẩm của con, ta không nhìn lầm người đâu. Ngô Bình mỉm cười, sư tôn, con đã đắc tội một thế lực lớn ở thiên đạo môn. Nói đoạn, anh thuật lại chuyện nhà họ Ngụy. La Thiên Tướng lạnh lùng hừ mũi, không sao. Sau lưng con còn có cả thiên địa kiếm tông. Từ sau khi con truyền cho ta thiên địa kiếm quyết hoàn chỉnh, ta đã lờ mờ cảm thấy mình có thể lên một tầng cao mới. Chờ ta trở thành bán bộ kim tiên, sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho con. Ngô Bình cười hỏi, sư tôn biết thân phận thật của con chứ ạ? Đến hôm nay, anh đã có thể nói ra thân phận của mình rồi. Bất kể anh là Ngô Bình, Trương Tiểu Bình hay Lý Huyền Bình, đều không quan trọng với La Thiên Tướng. Điều quan trọng là, anh là thiên kiêu của thiên địa kiếm tông. La Thiên Tướng khẽ mỉm cười, khó khăn lắm ta mới có một đệ tử thiên kiêu, tất nhiên phải điều tra kỹ càng rồi. Đúng là tra ra một số manh mối thật, thêm vào đó, con còn dành sự quan tâm đặc biệt cho những người cũ của Thục Sơn kiếm phái trước đây. Dù não bộ ta không linh hoạt thì cũng đoán ra con rất có thể là vị thiên tài Ngô Bình của Thục Sơn kiếm phái, đúng chứ? Ngô Bình gật đầu, vâng. Sư tôn, người của Thục Sơn kiếm phái đối xử với con rất tốt nên con muốn giúp đỡ họ. Nhưng sư tôn yên tâm. Họ không có ý xấu với thiên địa kiếm tông đâu ạ. La Thiên Tướng gật đầu, ta biết nên mới đồng ý cho họ thân phận bình thường, thậm chí còn đưa họ lên làm trưởng lão của thiên địa kiếm tông. Ngô Bình đáp, cảm ơn sư tôn. La Thiên Tướng xua tay, đoạn hỏi, con còn nhớ thượng quan Linh Nhi của Hoàng Đình chứ? Ngô Bình gật đầu, nhớ ạ, chúng con đã gặp nhau ở bữa tiệc lần trước. La Thiên Tướng nói, ngày mai... Độc tôn của thượng quan Linh Nhi tiên y cửu chỉ của Hoàng Đình, sẽ đến làm khách. Con gặp hai bố con họ nhé. Ngô Bình liền cảm thấy chuyện này không đơn giản, sư tôn muốn con xem mắt ạ. La Thiên Tướng đáp, cái này không gọi là xem mắt, là vị tiên y tài giỏi ấy ưng ý con, muốn đích thân đến xem nhân phẩm của con thế nào. Nếu không có vấn đề gì, có lẽ tiên y cửu chỉ sẽ hứa hôn thượng quan Linh Nhi cho con. Ngô Bình thở dài, hứa hôn cho con đã đồng ý đâu ạ? La Thiên Tướng nhìn đệ tử thiên kiêu của mình, đoạn đáp con có lý do từ chối sao? Thượng quan Linh Nhi không chỉ xinh đẹp mà còn có được chân truyền của tiên y cửu chỉ. Một cô gái như thế, ngay cả ta còn động lòng. Ta mà trẻ hơn vài tuổi thì đã ra tay từ lâu rồi. Ngô Bình cười khổ, sư tôn à, chuyện nào ra chuyện ấy, con không có ý định đó. La Thiên Tướng nghiêm túc nói, Tiểu Bình. Nếu con trở thành con rể của tiên y cửu chỉ thì sẽ đồng nghĩa với việc có giấy thông hành vào Hoàng Đình. Thậm chí, dù con muốn vào Huyền Hoàng Hải cũng phải chuyện khó. Ngô Bình đáp, nói vậy, tiên y cửu chỉ rất có địa vị ở đại thế giới Huyền Hoàng nhỉ. Dĩ nhiên, đó là tiên y mà, ai cũng kính trọng cả,
Ta gặp ông ấy cũng phải lịch sự gọi, thượng quan tiên sinh, đấy. Nói đến đây, ông ta mới bảo, con khoan từ chối. Người ta có thích thật không vẫn chưa chắc chắn. Thấy La Thiên Tướng không định thu hồi mệnh lệnh, anh cũng lười nói nữa, sư tôn, con đến gặp hai vị sư huynh trước ạ. La Thiên Tướng ừ một tiếng, con đi gặp cũng tốt, Kỳ Phong đang bị thương. Ngô Bình kinh ngạc, không hỏi nhiều, liền đi tìm Tả Kỳ Phong. Anh và Tả Kỳ Phong, Hoa Nguyên Cát qua lại khá thân thiết, quan hệ rất tốt. Biết tin Tả Kỳ Phong bị thương, tất nhiên anh phải đến thăm. Lúc tìm ra Tả Kỳ Phong, Ngô Bình thấy anh ta đang dưỡng thương. Cánh tay trái của Tả Kỳ Phong đã mất, cơ thể bị thương nặng, mắt trái cũng bị mù, năm ngón tay phải đều bị nghiền nát. Tuy Tả Kỳ Phong có tu vi cao, nhưng để hoàn toàn phục hồi như trước cũng phải mất ít nhất nửa năm. Nhìn thấy Ngô Bình, Tả Kỳ Phong cười nói, sư đệ, cậu về rồi ạ. Ngô Bình đáp, sư huynh, để em trị thương cho anh. Anh vừa châm cứu vừa luyện đan. Vài giờ sau, một Tả Kỳ Phong vốn cần nửa năm mới hồi phục, nay đã trở lại như trước, thậm chí còn khỏe hơn. Tả Kỳ Phong vừa hồi phục thì Hoa Nguyên Cát xuất hiện. Thấy vết thương của Tả Kỳ Phong đã khỏi, Hoa Nguyên Cát kinh ngạc hỏi, sao sư đệ khỏe lại nhanh thế? Tả Kỳ Phong cười đáp, y thuật của tiểu sư đệ cực kỳ giỏi, chỉ mất một lúc đã trị khỏi cho em rồi. Hoa Nguyên Cát bật ngón cái, sư đệ, cậu cừ quá. Lúc này Ngô Bình mới hỏi Tả Kỳ Phong, sư huynh sao lại bị thương vậy? Tả Kỳ Phong thở dài, cậu còn nhớ Trương Huyền Thanh của Huyền Môn không? Ngô Bình hỏi, là kẻ đó làm à? Tả Kỳ Phong gật đầu, mấy ngày trước, bọn anh xảy ra xung đột. Anh không phải đối thủ, nên bị đánh ra nông nỗi như vậy. Ngô Bình cười khẩy, sư huynh phái người đi dò la tin tức của Trương Huyền Thanh đi. Em sẽ tìm cơ hội chút giận cho anh. Trong lòng vốn đang nén lửa giận, Tả Kỳ Phong gật đầu ngay, được. Không tần một trận thì anh không nuốt được cơn giận này. Họ đang nói chuyện thì Tuyết Hồng xuất hiện, Tuyết Hồng vẫn luôn ở thành Huyền Hoàng. Tả Kỳ Phong đã sai người mời Tuyết Hồng đến đây hầu hạ Ngô Bình. Tuyết Hồng nhẹ nhàng cúi chào, ngũ gia, anh về rồi. Ngô Bình hỏi, Tuyết Hồng, chuyện kinh doanh lá trà thế nào rồi? Tuyết Hồng đáp, thưa ngũ gia, số trà mà anh sao lần trước đã bán hết từ lâu rồi ạ? Ngô Bình nói, lát nữa tôi sẽ sao thêm. Bất giác, trời đã tối, Tả Kỳ Phong sai người chuẩn bị rượu thịt. Anh ta và Hoa Nguyên Cát sẽ vui vẻ uống rượu cùng Ngô Bình. Rượu quá ba tuần, Tả Kỳ Phong cất lời, sư đệ à, bây giờ cậu là thiên kiêu của Thiên Địa Kiếm Tông. Các nữ đệ tử như phát điên vậy, ngày nào cũng cử người đến chỗ bọn anh để nghe ngóng tin về cậu. Anh cũng giúp cậu để ý đấy, Thiên Địa Kiếm Tông có vài nữ đệ tử rất xinh đẹp, cậu có thể cân nhắc. Ngô Bình vội xua tay, sư huynh à, em không còn hơi sức nữa đâu. Sư tôn vừa bảo em lấy thượng quan linh nhi đấy. Hoa Nguyên Cát cười bảo, cưới vợ và ngủ với phụ nữ là hai chuyện khác nhau mà. Sư đệ, với địa vị bây giờ của cậu thì cứ thỏa thích ngủ với mấy nữ đệ tử xinh đẹp của Thiên Địa Kiếm Tông, họ tuyệt đối không đòi hỏi danh phận đâu. Ngô Bình cười khổ, thôi ạ, em vẫn muốn chuyên tâm vào tu hành. Tả Kỳ Phong cười trêu anh, sư đệ, cậu đã có vợ, đừng nói là sợ vợ đấy nhé. Ngô Bình cười đáp, thế thì không phải, tuy em không đến mức yêu ai là yêu đến chết. Nhưng tuyệt đối không phải dạng lăng nhăng gặp ai cũng yêu. Hoa Nguyên Cát gật đầu, cậu giỏi hơn bọn anh đấy. Anh và sư đệ cứ thấy người đẹp là không rút chân được. Hết cách, quen rồi. Ăn no uống đủ rồi, Ngô Bình về viện, sao thêm một ít trà tiên cho Tuyết Hồng. Sao xong lò cuối cùng, anh bỗng giật mình, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hóa ra, sau nhiều ngày được nuôi dưỡng, linh hồn sơ sinh của anh trong thiên cung đã trưởng thành rồi. Lúc này, luân hồi đại kiếp của anh cũng sắp đến. Thế là anh đến gặp La Thiên Tướng ngay trong đêm và kể rõ tình hình. La Thiên Tướng nói, luân hồi đại kiếp này không thể xem thường, con có dự tính gì? Ngô Bình đáp, sư tôn, con định lịch kiếp ở hạ giới. La Thiên Tướng bảo, khi ứng phó luân hồi đại kiếp, trừ phi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không thì người bảo vệ thường sẽ không xuất hiện. Tiểu Bình, tốt nhất con nên chọn một nơi thông thuộc. Đồng thời cách xa những người thân quen của con. Đây là kinh nghiệm của La Thiên Tướng. Ngô Bình trả lời, sư tôn, con đã có kế hoạch rồi. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, luân hồi đại kiếp của con kéo dài tối đa 3 tháng. Trong khoảng thời gian này,
nhờ sư tôn làm một trong những người bảo vệ của con ạ. La Thiên Tướng nói, chuyện này tất nhiên là được, dù con không nói, ta cũng sẽ đích thân ra mặt, nếu là người khác thì ta không yên tâm. Ngô Bình bày tỏ, con đã chọn địa điểm luân hồi rồi. Sư tôn, chúng ta đi thôi. Về đến nhà, Ngô Bình đã sắp xếp tất thảy, để những người thân thiết và đáng tin cậy biết tình hình của mình. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Ngô Bình khoanh chân ngồi ở một nơi yên tĩnh. Sâu trong ý thức của anh có gieo một hạt giống ký ức. Một khi anh tiến vào luân hồi đại kiếp, ký ức sẽ mở ra. Bây giờ, công lực của anh dần dần mất đi, cơ thể bắt đầu thu nhỏ, biến thành một cậu trai 16, 17 tuổi. Lúc này, Thiên Chủ Thanh Tuyết, Đường Tử Di, La Thiên Tướng bước vào phòng. Đường Tử Di hỏi, Tông Chủ La, đã chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu rồi chứ? La Thiên Tướng gật đầu, có thể rồi, chờ cậu ấy tỉnh dậy, sẽ có thân phận hoàn toàn mới. Bình minh ngày hôm sau, trong một cống thoát nước khổng lồ ở vùng Giang Nam, Trương Tiểu Bình chậm chậm mở mắt. Trương Tiểu Bình, năm nay 16 tuổi, sau khi linh khí phục hồi, thế giới có thêm nhiều không gian rộng lớn, vì anh đi du ngoạn ở bên ngoài nên vô tình không gian giữa anh và gia đình có thêm một khu vực rộng lớn nữa. Trong khu vực này, dã thú tung hoành, đầy rẫy nguy hiểm, anh vốn không thể nào bình an vượt qua, dù cho có thể thì cũng phải mất mấy ngàn, thậm chí là mấy chục nghìn năm. Anh không cách nào trở về nhà nên đã lưu lạc giang hồ hơn một tháng. Bây giờ anh đã ngán ngẩm cuộc sống nhặt rác, ăn cơm thừa nên quyết định hôm nay đi tìm việc. Còn chiếc quan tài anh mang trên người là do mấy ngày trước vô tình phát hiện ra, lúc đó anh bị người ta đánh ngã vào trong cống dẫn nước thải và trôi dạt đến chỗ này, sau đó thì nhìn thấy một cỗ quan tài. Anh phát hiện cỗ quan tài đó có thể phát ra ánh sáng chín màu kỳ lạ, hơn nữa ngủ trong đó còn không sợ muỗi và chuột, cũng không ngửi thấy mùi hôi. Mỗi lần tỉnh giấc anh đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Vì vậy từ đó về sau anh đã xem đó như chỗ ngủ của mình. Bên trong quan tài còn có rất nhiều thứ thú vị, chẳng hạn như một quyển sách rách nát, một cái bình thủy tinh chứa chất khí màu xám. Trước đó, anh mở quyển sách rách ra xem thì thấy có một con sâu béo tròn màu vàng nhạt bên trong, khắp cơ thể đều là phù văn. Con sâu đang ăn sách, mỗi lần gặm một miếng thì cơ thể lại phát ra ánh sáng. Anh thấy con sâu rất đáng yêu nên không giết nó mà cứ để nuôi trong quyển sách. Còn chiếc bình thủy tinh thì lại thú vị hơn, anh không cách nào mở nó ra nên không biết rốt cuộc chất khí bên trong là gì. Lúc này, anh bốc con sâu béo tròn đó ra, sờ nhẹ lên người nó, nói, nhóc con, ăn sách nhạt nhẽo biết bao, có muốn ăn thịt không? Con sâu vàng nhìn Trương Tiểu Bình bằng ánh mắt khinh thường, anh gãi đầu nói, lẽ nào mày không ăn thịt? Ây, tao đã nửa tháng chưa biết mùi thịt rồi đây. Chính vào lúc đó, con sâu vàng phát ra linh quang, bay vào trán Trương Tiểu Bình. Ngay lập tức, đầu óc anh bỗng có thêm rất nhiều thông tin và kiến thức. Những thông tin đó chân thật và quen thuộc đến mức như thể chính anh đã tốn rất nhiều thời gian để tích lũy dần từng chút mới có được. Ngoài việc cảm thấy bất ngờ, Trương Tiểu Bình còn bị thu hút bởi những thông tin có liên quan đến tu hành. Giai đoạn đầu của tu luyện là luyện lực, sau đó là cảnh giới luyện khí, cảnh giới luyện thần, cảnh giới trúc cơ. Những giai đoạn này tốt nhất nên tu luyện trước tuổi 18, vì ở độ tuổi này cơ thể con người đạt trạng thái tốt nhất, mà anh đã sắp 17 rồi, vừa hay có thể tu luyện. Bây giờ khắp nơi đều là tu sĩ phi thiên độn thổ, mình vẫn luôn mơ ước được như họ. Bây giờ mình có được tư liệu tu hành thì tại sao lại không tu luyện như họ chứ? Hai mắt Trương Tiểu Bình sáng lên, anh ngồi xếp bằng trong quan tài, bắt đầu luyện lực. Sức mạnh trong cơ thể sau khi được đánh ra sẽ là kình. Nhập môn có thể đánh ra được minh kình, sau đó còn có ám kình, hóa kình. Sau khi đạt được hóa kình thì xem như sức mạnh đã đạt yêu cầu. Đương nhiên, nếu như Trương Tiểu Bình yêu cầu cao đối với bản thân, anh có thể tiếp tục tu luyện cao hơn, lên đến tiên kình. Nếu có thể luyện được tiên kình thì anh sẽ có thể luyện tinh hóa khí, trở thành tu sĩ luyện khí. Trương Tiểu Bình không ngờ tư chất của mình lại tốt đến thế, thông minh bẩm sinh, mới luyện một lát thì đã luyện được minh kình rồi. Anh đấm một đấm, xương cốt toàn thân chấn động, không khí phát ra tiếng nổ như pháo. Anh vui mừng, nhún người, nhảy ra khỏi quan tài, lẩm bẩm tìm một công việc, kiếm tiền mua thịt ăn. Anh nhảy ra khỏi quan tài, men theo đường ống để lên trên. Anh bước rất nhanh, chẳng bao lâu thì đã ra khỏi mạng lưới ống nước, đến đường lớn. Lên đến mặt đường,
anh mới để ý thấy chiếc áo rách dưới của mình, dáng vẻ thế này thì chỉ e khó có thể tìm được việc. Trương Tiểu Bình lang thang dọc đường rồi nhìn thấy ở một mảnh đất trống cách đó không xa có một đám người đang bốc hàng, tất cả đều là những kiện hàng lớn, cần phải 4, 5 người hợp sức mới chuyển xuống được. Trương Tiểu Bình liếc nhìn rồi bước thật nhanh qua, ông chủ, còn cần người nữa không? Ông chủ là một người đàn ông trung niên tầm 50 mấy tuổi, ông ta thấy Trương Tiểu Bình là một thiếu niên lem luốc gầy gò, không giống với người có sức khỏe nên nói, không cần. Trương Tiểu Bình, ông chủ, tôi khỏe lắm, cũng biết làm việc, ông cứ xem rồi trả tiền. Ông chủ nghe anh nói vậy thì bất giác nhìn lại anh, sau đó chỉ vào một quả cầu đá ở cách đó không xa, nói cậu nhấc được nó lên thì tôi thuê cậu. Quả cầu đá được dùng để chặn đường, nặng 150-200 kg, người thường vốn không thể nhấc nổi. Trương Tiểu Bình nghiến răng rồi đến bên cạnh quả cầu đá, dùng tay trái đẩy nhẹ một cái thôi thì đã đẩy lệch quả cầu sang một bên, sau đó tay phải giữ chặt phần dưới quả cầu, ha lên một tiếng, thế là nhấc bổng quả cầu đá qua ngang đầu. Một vài công nhân bốc vác đang đứng hóng hớt để chê cười anh nhưng lại không ngờ anh có thể dễ dàng nhấc quả cầu đá cao quá đầu. Ông chủ hơi ngạc nhiên, đối với người thường thì Trương Tiểu Bình đã là đại lực sĩ trong mắt ông ta rồi. Trương Tiểu Bình hỏi, ông chủ, vậy được chưa? Ông chủ, thả xuống đi, sau này cứ đi theo tôi. Trương Tiểu Bình vui mừng, đặt quả cầu đá xuống, bắt đầu cùng các công nhân bốc hàng. Anh có sức khỏe nên bốc hàng rất vững. Một số kiện hàng lớn và nặng đều để cho anh bốc, tốc độ chuyển hàng cũng được tăng lên rõ rệt. Sau khi chuyển hết một xe hàng, ông chủ mỉm cười, nói, nhóc con, làm khá lắm, cậu tên gì? Trương Tiểu Bình mỉm cười, nói, ông chủ, tôi tên Trương Tiểu Bình. Ông chủ, mỗi ngày trả cậu 10 long tệ, cậu đồng ý không? 10 long tệ, theo tỷ giá ban đầu là 100 đổi 1 thì tương đương 1.000 tệ, mỗi ngày lương được 1.000 thì đúng là cao thật. Có điều ở thế giới hiện tại, sức mua của long tệ càng lúc càng kém. Theo Trương Tiểu Bình thấy thì bây giờ sức mua của một long tệ chỉ bằng 3-4 tệ trước đây. Cũng tức là sức mua của 10 long tệ chỉ bằng 30-40 tệ, tương đương mức lương tháng 1.000 tệ, vậy thì chỉ đủ để ăn no thôi. Có điều, ăn được cơm mới là điều quan trọng, anh nói, ông chủ, được thôi. Mới buổi sáng mà công việc đã kết thúc, vì Trương Tiểu Bình biểu hiện tốt. Ông chủ bắt đầu trả anh 15 long tệ, chuyện này khiến những công nhân bốc vác khác vô cùng ngưỡng mộ. Trương Tiểu Bình cầm 10 long tệ đến một quán bên vỉa hè mua 5 bát cơm, 1 bát thịt, thế là hết 10 long tệ. Nhưng anh không quan tâm được nhiều vậy, bụng rất đói, nhất định phải ăn. Anh ngồi xổm bên cạnh, ăn lấy ăn để, chỉ lùa vài cái là hết 5 bát cơm ngay. Anh đang định đứng dậy tính tiền thì có một người chạy ảo đến, ôm lấy thùng tiền của quán cơm rồi chạy mất. Ông chủ quán cơm hét lớn, bắt cướp. Nhưng trong thế giới hỗn loạn này, ai dám lo chuyện bao đồng đâu. Họ chỉ lạnh lùng nhìn người cướp tiền chạy đi mất. Trương Tiểu Bình chau mày, anh hơi cong người rồi phóng theo tên cướp thùng tiền như một mũi tên. Chưa đầy 10 giây, anh đã tông ngã tên cướp đó. Tên cướp thùng tiền là một người trung niên, hằn học mắng, nhóc con, dám lo chuyện bao đồng, tao sẽ cho người giết chết mày. Trương Tiểu Bình hơi lo lắng. Anh thả đối phương ra, nói, sao ông lại cướp đồ của người khác? Người đàn ông trung niên nhìn anh hằm hằm, nói, mày hãy đợi đấy. Trương Tiểu Bình lấy thùng tiền về lại, ông chủ vô cùng biết ơn. Ông ấy làm ăn chẳng dễ dàng gì, lại thường bị cướp, nên rất căm ghét những người đó. Cuối cùng ông ấy không chỉ không thu tiền cơm của Trương Tiểu Bình mà còn tặng thêm cho anh 20 long tệ. Thế là Trương Tiểu Bình ôm 35 long tệ. Đến tiệm bán đồ cũng mua một bộ đồ. Đấy chẳng phải đồ tốt gì, đều là đồ lấy từ trên cơ thể người chết, trong thời buổi loạn lạc, ngày nào cũng có người chết, vì vậy đã có thêm nghề lột quần áo người chết. Nhưng anh không có tư cách kén chọn, hiện tại chỉ có thể mua loại này thôi. Anh mua áo quần hết 20 long tệ, thế là anh lại dùng 15 đồng còn lại đến nhà tắm, tắm gội sạch sẽ bùn bẩn. Vì không có xà phòng và dầu gội đầu nên anh chỉ đành mặt dày đi mượn của người khác. Sau khi tắm gội xong, anh cảm thấy rất sảng khoái. Sau đó, anh thay bộ đồ cũ mới mua, mãn nguyện ra khỏi nhà tắm công cộng. Lương bốc vác thấp quá, mình phải tìm gì đó để làm thôi, anh tự lẩm bẩm. Lúc này, anh nhìn thấy bảng thông báo trên cổng có ghi tin tuyển người, tuyển phụ bếp quán thịt lợn rán, chủ yếu là bằm thịt, chặt xương, làm nhiều ăn nhiều, bao ăn ở.
anh thấy bao ăn ở thì mắt liền sáng lên, lập tức ghi nhớ địa điểm trên thông báo rồi chuẩn bị đi thử vận. Anh đã nhớ địa chỉ trên quảng cáo bèn quyết định đi thử. Đi được 20 km, anh đến một khu vực khá lạ. Ở cuối phố có một gian hàng ăn có diện tích khá lớn, đủ kiểu người đều đang ăn cơm ở đây, thực khách tấp nập, công việc kinh doanh rất phát đạt. Anh đi vào trong cửa tiệm này, một nhân viên phục vụ cười hỏi, quý khách chọn gì ạ? Trương Tiểu Bình, tôi đến tìm việc. Phục vụ quay đầu lại gọi, chị Lệ, có người đến tìm việc. Một người phụ nữ khoảng 25 tuổi, vóc người đầy đặn, rất xinh đẹp bước đến. Cô ta mặc một bộ sườn xám màu đỏ, ánh mắt lung linh nhìn Trương Tiểu Bình, bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì? Trương Tiểu Bình, 17, Trương Tiểu Bình. Chị Lệ gật đầu, đi theo tôi, trước tiên thử dùng dao xem. Cô ta xoay người đi vào trong, Trương Tiểu Bình đi theo. Đi xuyên qua khu vực dùng bữa thì đến sau bếp, nhà bếp rất lớn, mười mấy đầu bếp và phục vụ đang bận rộn ở đây. Có một cái bàn ở sát gần phía sau, trên đó có đặt nửa con lợn. Chị Lệ, công việc của cậu là tách xương và thịt thành, chặt xương sườn, xương ống, phải tách thịt ra khỏi từng bộ phận, có thể làm được không? Trương Tiểu Bình thầm nói chuyện này có gì khó đâu, bèn gật đầu có thể. Chị Lệ ừ một tiếng, cho cậu nửa tiếng, cắt cho tôi xem, nói rồi cô ta đi ra ngoài. Trương Tiểu Bình nhìn miếng thịt lợn nặng 100-200 cân trước mặt, lặng lẽ cầm dao chặt xương lên. Chị Lệ đi ra khỏi nhà bếp, một đầu bếp cười nói, chị Lệ, tôi cũng phải làm việc này 20 phút, chị chỉ cho tên đó nửa tiếng, e là cậu ta không hoàn thành được mất. Chị Lệ lạnh nhạt nói, công việc ở quán cơm bận rộn, phải tìm một người chân tay lanh lợi, nếu không làm được trong nửa tiếng thì khỏi làm. Trong nhà bếp, Trương Tiểu Bình chém một dao xuống, tay cầm con dao bén nhọn, lưỡi dao trượt đi giữa miếng thịt, dễ dàng cắt ra từng thớ. Xem ra anh rất giỏi về việc dùng dao, mấy con dao nằm trong tay anh đều được phát huy công dụng tối ưu nhất. Chưa đến 10 phút mà anh gần như đã tách được thịt và xương ra xong, bước tiếp theo là chặt xương sườn thành từng miếng nhỏ, cắt miếng thịt lớn thành từng miếng nhỏ. Công việc còn lại nhẹ nhàng hơn nhiều, chưa đến 3 phút, anh đã hoàn thành xong công việc. Lúc này chị Lệ đi vào, nhìn những miếng thịt lợn được xếp ngay ngắn trên thớt, rất hài lòng nhìn đồng hồ rồi nói, 14 phút, không tệ, cậu có thể ở lại làm việc. Trương Tiểu Bình hỏi, bà chủ, lương ở đây thế nào? Chị Lệ, lương không cố định, làm nhiều được nhiều. Chỉ cần ân hoàn thành công việc như nửa con lợn trước mặt cậu theo yêu cầu thì tôi sẽ đưa cậu 5 tệ. Mắt Trương Tiểu Bình sáng rực, nửa con lợn đã có 5 tệ, vậy một ngày chắc có thể kiếm được không ít nhỉ? Chị Lệ nhìn anh, Trương Tiểu Bình, trên xe còn 6 miếng thịt lớn, cậu xử lý hết cho tôi. Trương Tiểu Bình ừ một tiếng rồi lặng lẽ tiếp tục công việc. Thời gian xử lý miếng thịt thứ 2 được rút ngắn 2 phút, đến khi anh làm xong miếng thịt thứ 7 cũng chưa đến 10 phút, chỉ có hơn 8 phút. Khi chị Lệ nhìn thấy công việc của ngày hôm nay đã hoàn thành cũng không khỏi ngạc nhiên, đều là do tự cậu làm. Trương Tiểu Bình gật đầu, bà chủ, còn việc khác không? Chị Lệ bật cười, sau này không cần gọi bà chủ đâu, gọi chị Lệ là được. Bên tôi còn công việc băm nhân, băm được 100 cân thịt thì tôi trả cậu 10 đồng, cậu làm không? Trương Tiểu Bình đang thiếu tiền nên vội gật đầu, làm chứ. Thế là anh lại bắt đầu cắt thịt, hai con dao cắt thực phẩm vung vẫy không ngừng phát ra âm thanh, chưa đến 2 phút đã băm xong 15 cân thịt. Thịt băm vừa mịn vừa đều, tốt hơn các đầu bếp khác nhiều. Anh tiếp tục băm miếng thịt thứ hai, lần này được 20 cân, kết quả làm nhanh hơn, chỉ mất 2 phút rưỡi đã xong. Băm 100 cân thịt xong, tốc độ của Trương Tiểu Bình đã nhanh đến mức không thể tin được, khoảng 1 phút có thể băm được 30 cân thịt. Không lâu sau, 400 cân thịt đã được Trương Tiểu Bình làm xong, cho vào trong từng cái nồi lớn, toàn bộ chỉ tốn chưa đến 1 tiếng đồng hồ. Chị Lệ lại đi đến, cô ta thấy thịt được băm rất tốt thì hài lòng, xem ra cậu là cao thủ rồi. Công việc hôm nay của cậu đã xong, đi theo tôi để thanh toán tiền lương. Vì thế đạo loạn lạc, bây giờ làm công đều kết toán trong ngày, Trương Tiểu Bình mất hơn 2 tiếng đã kiếm được 75 tệ rộng. Khi chị Lệ để tiền vào trong tay anh, mắt anh không khỏi phát sáng, tối nay có thể ăn một bữa ngon rồi. Chị Lệ như biết được suy nghĩ của anh bèn hỏi, đã ăn cơm chưa chưa? Trương Tiểu Bình lắc đầu, vẫn chưa. Chị Lệ gọi phục vụ đến, Dương Giác. Đem lên cho Trương Tiểu Bình một bát hoành thánh thịt.
Phục vụ cười, được. Quán bán chạy nhất là hoành thánh thịt, được thực khách rất ưa chuộng vì hương vị thơm ngon, nguyên liệu phong phú, mỗi bát chỉ 5 xu. Có người thậm chí lái xe mấy mươi cây số chỉ để ăn một bát hoành thánh ở đây. Hoành thánh nóng hổi được đem lên, Trương Tiểu Bình ngồi xuống, chị Lệ đưa cho anh một đôi đũa. Ăn đi, cô ta cười nói. Trương Tiểu Bình cũng không khách sáo, nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Sức ăn của anh khá lớn, tốc độ cũng rất nhanh, ăn đến hai bát hoành thánh chỉ trong thoáng chốc. Chị Lệ hỏi, no chưa? Trương Tiểu Bình khá thành thật, chưa no. Chị Lệ nói với Dương Giác, mang lên thêm hai bát nữa. Trương Tiểu Bình hơi ngại, chị Lệ, tôi ăn nhiều quá rồi. Chị Lệ, không sao, chỗ của tôi chẳng có gì khác, chỉ có hoành thánh là nhiều. Trương Tiểu Bình cũng đã lâu rồi chưa được ăn thịt, bát hoành thánh thịt này rất ngon, còn dùng thịt bằm do anh tự băm, lúc này Trương Tiểu Bình cũng không khách sáo, ăn thêm hai bát. Ăn xong, chị Lệ cười nói, còn có thể ăn thêm nữa không? Trương Tiểu Bình xua tay, có thể ăn thêm nữa nhưng đã no rồi. Chị Lệ, cậu có thể tan làm rồi, trước khi trời tối lại đến đây một chuyến, còn việc cho cậu làm. Ừ, Trương Tiểu Bình đứng lên chào tạm biệt. Sau khi ra ngoài, anh gọi một chiếc xe, quay về gần đường thoát nước, sau đó về chỗ của mình nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Nằm một chốc, mọi mệt mỏi cũng bay biến sạch, anh tiếp tục luyện lực. Tâm pháp trong đầu đã chia luyện lực thành 4 giai đoạn, minh kình, ám kình, hóa kình, tiên kình, hiện giờ anh vừa mới luyện thành minh kình. Anh liên tục xuất quyền trong quan tài, không ngừng trải nghiệm đặc điểm của minh kình. Lúc này cách đường thoát nước khoảng 10 dặm có một ngôi nhà lớn, La Thiên Tướng đang ngồi trong căn nhà, bên cạnh ông ta là Đường Tử Di và Chu Thanh Nghiên. Đường Tử Di, Tông Chủ La, rốt cuộc đại kiếp luân hồi này mất bao lâu? La Thiên Tướng, tùy người mà thay đổi, đa số mất vài năm, mấy chục năm nhưng Ngô Bình dùng cách đặc biệt nên chắc không lâu, nhiều nhất là 2-3 tháng. Chu Thanh Nghiên, trong trường hợp nào thì Ngô Bình mới thức tỉnh? La Thiên Tướng, tôi đã nói chuyện với Ngô Bình, thiếu sót của cậu ấy là thời gian tu hành quá muộn, bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất nên chỉ cần trúc cơ của cậu ấy thành công thì ý thức sẽ thức tỉnh, từ đó nhanh chóng khôi phục tu vi. Chu Thanh Nghiên, nếu chỉ tu luyện đến cảnh giới trúc cơ thì không khó. La Thiên Tướng lắc đầu, không, ngược lại là đằng khác, tu luyện đến cảnh giới trúc cơ rất khó. Chu Thanh Nghiên sửng sốt, sao Tông Chủ lại nói vậy? La Thiên Tướng, thiên kiêu như Ngô Bình sẽ đi con đường khác với người bình thường. Ví như cảnh giới lực, người thường luyện đến hóa kình là đã khá lắm rồi. Chỉ là hóa kình của đa số người đều là có tiếng mà không có miếng, quá kém. Điều Ngô Bình muốn làm là luyện được hóa kình chân chính, thậm chí còn muốn luyện ra được thứ ghê gớm hơn tiên kình. Chu Thanh Nghiên, tiên kình ạ. La Thiên Tướng, tiên kình là tầng cao nhất của cảnh giới lực, giống tầng cao nhất của cảnh giới nhân tiên vậy. Hiệu quả của tiên kình gần như có thể sánh ngang với pháp lực, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Chu Thanh Nghiên bất ngờ, cảnh giới lực lợi hại vậy sao? La Thiên Tướng, điều Ngô Bình hối tiếc là tu vi không thể đạt được cực hạn trước trúc cơ. Đến khi nó bổ sung được điều hối tiếc này thì thành tựu trong tương lai sẽ càng khiếp người hơn nữa. Lại nói về Trương Tiểu Bình đang luyện minh kình trong quan tài, anh chưa luyện được bao lâu đã mơ hồ nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ, có phải sức mạnh của mình có thể truyền dẫn qua không khí? Thế nên anh phất tay trưởng lên mấy con muỗi đang bay, một tiếng xì vang lên, một con muỗi nổ tung, dọa anh giật cả mình. Cứ như vậy, Trương Tiểu Bình hiểu ra cái gì là ám kình. Luyện vài tiếng đồng hồ, trước khi trời tối lại đến quán ăn của chị Ly. Buổi tối càng đông khách hơn, lúc Trương Tiểu Bình đến thì chị Ly đã bị khách kéo vào bàn chuốc rượu. Cô ấy đã uống rất nhiều, hai má đỏ lựng, nhưng người khách kia vẫn ép cô ấy uống. Chị Ly thấy Trương Tiểu Bình thì vẫy anh lại, anh lặng lẽ lại đó. Chị Ly cười giới thiệu, đây là em trai tôi không uống nổi nữa, thật đấy. Để cậu ấy uống thay tôi được không? Mục đích của đám đàn ông này là chuốc say chị Ly nên đương nhiên không chịu, một gã chọc nói, để cậu ta uống thay cô cũng được, nhưng phải uống trước hai chai đã. Hai chai rượu trắng không phải ai cũng chịu nổi đâu, dù sau khi linh khí phục hồi, thể chất con người trở nên mạnh mẽ hơn thì tửu lượng của con người cũng chỉ ở tầm nửa lít rượu thôi. Huống chi đây là rượu mạnh 65 độ, rượu này có thể mang đi làm nhiên liệu được luôn đấy. Trương Tiểu Bình không nói gì.
cầm một chai rượu 65 độ 750ml trên bàn lên, ngửa cổ uống, chẳng mấy chốc đã nốc cạn. Sau đó anh lấy chai thứ hai, vẫn uống một hơi cạn sạch, mặt không đỏ, tim không loạn, lại còn hỏi, còn rượu không? Đám người đều đực mặt ra, gã chọc bảo anh uống hai chai rượu đứng lên, gã nhìn Trương Tiểu Bình cười nói, nhóc, cậu uống giỏi đấy. Người đâu, lấy thêm 10 chai rượu nữa. Gã chỉ vào 10 chai rượu mạnh nói, nhóc, cậu uống hết chỗ rượu này thì tôi sẽ tha cho chị Ly. Nếu cậu không uống hết thì cút sang một bên cho tôi. Trương Tiểu Bình cũng đến bây giờ mới biết, thì ra mình thích uống rượu đến vậy, hơn nữa tửu lượng lại rất tốt. Anh cũng không biết mình có thể uống được hết chỗ rượu này không, nhưng bây giờ anh không thể chùn bước, vì anh đang đỡ rượu cho bà chủ mà. Anh không nói một lời nào, cầm chai rượu lên uống ngay. Một chai, hai chai, đến chai thứ ba thì chị Ly thấy hơi lo lắng, cầm tay anh lại hỏi, cậu không thấy chóng mặt à? Trương Tiểu Bình vô cùng tỉnh táo, anh cười nói, không, em còn uống được. Cứ như vậy, cuối cùng anh đã uống hết 12 chai rượu mạnh, khiến cả bàn đều sợ hãi. Chị Ly cười ha hả, bắt đầu từ bây giờ, dưới tay chị Ly tôi đã có thêm một con át chủ bài rồi. Trương Tiểu Bình sững sờ, anh không ngờ sự tình lại thế này. Chị Ly, chị cự tuyệt đủ đường nhưng gã chọc nói trừ khi bên mình có người uống lại hắn, không thì tối nay chị phải ngủ với hắn. Trương Tiểu Bình, hình như hắn đâu có uống nhiều. Chị Ly mỉm cười, đối diện với 9 lít rượu thì hắn uống hay không uống có gì khác biệt. Chị biết tửu lượng của hắn, 2 lít rưỡi là cùng, kém quá xa cậu. Trương Tiểu Bình cười nói, thật ra em còn uống được nữa. Chị Ly lại cười khanh khách, số chị đỏ thật đấy, lại gặp được nhân tài như cậu. Hai người uống mãi đến 1 giờ sáng, chị Ly nhìn thời gian, bỗng nói với Trương Tiểu Bình, đi theo chị. Cô ấy dẫn Trương Tiểu Bình đến một căn phòng nhỏ, mở cửa ra, một làn hương son phấn đã ập vào mặt, đây là phòng của chị Ly. Chị Ly đóng cửa rồi bỗng đẩy ngã Trương Tiểu Bình xuống giường. 4 mắt nhìn nhau, cô ấy nói, chị hiểu gã chọc, hắn không chịu thua ai bao giờ. Chắc chắn nửa đêm hắn sẽ dẫn người tới, tấm thân trong trắng 20 mấy năm không thể để cho tên khốn kiếp kia vấy bẩn được. Cậu em, cậu đẹp trai, đúng gu chị trao thân cho cậu. Trương Tiểu Bình 17 tuổi, trai thẳng, nào chịu nổi cám dỗ này, lập tức trầm mê. Một tiếng sau, Trương Tiểu Bình mới dừng lại, chị Ly khẽ cười, tựa vào đầu giường hút thuốc, mắng yêu, khiếp, sao cậu giỏi hành người ta thế? Có phải chưa được chạm vào phụ nữ bao giờ không? Trương Tiểu Bình ngại ngùng, em còn chưa có bạn gái. Chị Ly lại cười khanh khách, cũng không biết cười cái gì. Lúc này, tiếng dương rác vang lên bên ngoài, nghe có vẻ hơi trầm, chị Ly, anh chọc lại tới rồi. Chị Ly ừ một tiếng rồi nói, chị biết rồi. Cô ấy đứng dậy nói với Trương Tiểu Bình, ở trong đây đừng ra ngoài, không gã chọc thấy cậu chắc chắn sẽ đánh chết cậu đấy. Nhìn bóng lưng của chị Ly, Trương Tiểu Bình hơi ngẩn người. Mấy giây sau, anh cũng ra ngoài theo. Nếu đã lên giường với anh thì chị Ly chính là người phụ nữ của anh, đàn ông phải bảo vệ người phụ nữ của mình. Gã chọc dẫn một đám người đứng trong sảnh, nhìn thấy chị Ly, hắn cười quái dị, anh lại đến rồi đây, bất ngờ không? Chị Ly châm thuốc, thản nhiên nói, anh chọc, tôi đi theo anh. Gã chọc cười khì khì, hiểu chuyện, anh thích phụ nữ thông minh như em. Sau đó hắn nhớ ra điều gì? Hỏi, thằng nhóc giỏi uống rượu kia đâu, gọi nó ra đây. Chị Ly cười, cậu ấy tan làm từ sớm rồi, tôi chịu theo anh rồi mà vẫn còn giận à. Gã chọc nheo mắt lại, được, thế để nó sống thêm vài hôm. Anh nói tôi đấy à. Bỗng nhiên, Trương Tiểu Bình đi ra từ phía sau, anh nhìn chằm chằm gã chọc. Gã chọc nhìn Trương Tiểu Bình, ánh mắt hung dữ, thằng nhóc, mày bản lĩnh lắm đấy, lúc này mà còn dám ló mặt ra gặp tao. Chị Ly cũng cả kinh, cô ấy tức giận quát, ai cho cậu ra ngoài. Trương Tiểu Bình không lên tiếng, anh cầm hai con dao, một con dao chặt xương và một con dao nhọn róc xương. Gã chọc nhìn thấy dao trong tay anh thì cười ha hả, mẹ kiếp, chơi dao trước mặt ông đây à? Mày không biết tao là ông tổ chơi dao à? Nói rồi hắn rút một con dao bầu dài nửa mét bên thắt lưng ra, sống dao rất dày, hắt ra ánh sáng lạnh toát. Nhìn thấy con dao này, chị Ly hoảng hốt, anh chọc, xin anh tha cho cậu ấy một con đường sống. Vẻ mặt gã chọc vô cảm, tay không cầm dao ngoắc Trương Tiểu Bình, hung hăng nói, thằng nhóc, có
có giỏi thì mày lại đây. Chỉ cần mày đỡ được ba nhát của tao thì tao sẽ bỏ đi. Mặt Trương Tiểu Bình không cảm xúc, sải bước đi về phía gã chọc. Gã chọc nở nụ cười tàn nhẫn, hắn học được đao pháp từ một cao thủ dùng dao, hơn nữa bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới luyện khí rồi, nên một giây hắn có thể chém ra 20 mấy nhát dao. Tốc độ này đâu phải một thằng nhân viên làm công có thể đỡ được. Khoảng cách ngày càng gần, 5 bước, 3 bước. Vù, gã chọc ra tay, đao quang lóe sáng chém từ trên xuống, hắn muốn bổ đôi Trương Tiểu Bình. Nhưng hắn vừa giơ dao lên thì đã cảm thấy cổ mình lạnh toát, cánh tay không còn chút sức lực nào. Sau đó, hắn nhìn thấy một cảnh tượng kinh dị, đầu hắn rớt khỏi vai, sau đó thì hắn nhìn thấy cổ của mình. Lúc đầu rớt xuống đất, máu phun cao cả mét, sau khi cạn máu, cơ thể mới mềm oặt ngã xuống đất. Trương Tiểu Bình lui về sau mấy mét để tránh máu bắn vào người. Anh khá bất ngờ, nhát dao vừa nãy là phản ứng vô điều kiện của cơ thể, anh không cần suy nghĩ gì cả, chỉ dựa vào sự dũng cảm đứng ra bảo vệ chị Ly. Đám đàn em của gã chọc đều ngây ra như phỗng, không biết là ai đã hét lên đầu tiên, đám người này quay đầu bỏ chạy. Chị Ly là người lấy lại tinh thần đầu tiên, cô ấy rất bình tĩnh, lạnh giọng nói, Dương Giác, vứt xác xuống sông. Mấy người Dương Giác vội kéo xác bọc vào bao bố rồi chia ra vứt xuống mấy con sông. Những người khác thì lau vết máu ở hiện trường. Chị Ly đốt một điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả vào miệng Trương Tiểu Bình, cười nói, gia chủ, sau này quán chị Ly là gia nghiệp của cậu rồi đấy. Trương Tiểu Bình sửng sốt, gia chủ ạ. Chị Ly dựa vào đôi vai vững chắc của anh, mỉm cười, cậu ngủ với chị, còn giết người giúp chị, sau này chị chính là người phụ nữ của cậu. Trương Tiểu Bình gãi đầu, thế này, không ổn nhỉ. Bàn tay nuột nà của chị Ly véo hông anh một cái, sao lúc ngủ với chị cậu không nói không ổn đi. Trương Tiểu Bình đỏ mặt, lúng túng chẳng biết trả lời thế nào. Chị Ly kéo anh vào phòng, bảo nhà bếp làm mấy món ăn, muốn uống vài ly với Trương Tiểu Bình. Có biết chị mở quán ăn này bằng cách nào không? Trong vòng một tháng ngắn ngủi đã có 30% người Vân Kinh chết, đâu đâu cũng là thi thể và những con chó, con mèo ăn xác người. Có một số con mèo ăn cả người sống, to như con hổ, chạy vào chung cư ăn thịt người. May là sau đó đã dần dần ổn định trật tự, những người như chị mới sống được. Thế giới bây giờ không giống trước đây nữa. Bất kỳ một ai trên đường cũng có thể là cao thủ, một quyền có thể đánh chết cậu. Thế nên con người bây giờ ai nấy đều cẩn thận từ ly từng tí, không dám tùy tiện đắc tội người khác. Trước khi mở quán chị còn đặc biệt tới đánh tiếng trước. Người bảo kê khu vực này trước đây tên là Mã Gia. Sau đó Mã Gia bị gã chọc đánh chết, gã chọc bắt đầu bảo kê khu vực này, thu tiền bảo kê cắt cổ. Gã chọc rất khó tiếp xúc, thu tiền bảo kê cao, không xử lý chuyện giúp mọi người, hở ra cái là đánh chết người ta. Mẹ kiếp, bà đây đã muốn giết hắn từ lâu rồi. Nói rồi cô ấy rút một con dao găm từ trong đôi bốt ra, con dao sắc lạnh, trên đó có một màn ánh sáng xanh lam nhàn nhạt. Cô ấy thản nhiên nói, chị đã bôi độc lên trên rồi, chỉ cần cắt rách ra gã chọc thì hắn chỉ còn con đường chết. Đương nhiên, chị cũng sẽ bị hắn đánh chết. Trương Tiểu Bình giật mình, vội cất con dao đi, cẩn thận đứt tay. Chị Ly mỉm cười nhìn anh, chị tên Minh Ly, sau này bọn họ đều gọi chị là chị Ly. Thật ra năm nay chị mới 25. Trương Tiểu Bình, chị Ly, gã chọc chết rồi, đàn em của hắn có trả thù không? Chị Ly cười, đánh chết gã chọc thì cậu chính là đại ca ở đây, ai dám chọc cậu chứ? Trương Tiểu Bình ngẩn người, em là đại ca á? Chị Ly, đúng vậy, đây chính là quy tắc giang hồ, ai mạnh thì người đó là đại ca. Nhưng trên cậu vẫn còn một người quản sự, cậu thu tiền xong cũng phải nộp cho bên đó một ít. Không có gì bất ngờ thì ngày mai bên đó sẽ phái người liên lạc cậu. Trương Tiểu Bình gãi đâu, có phải em cũng phải thu tiền bảo kê không? Chị Ly, đương nhiên rồi, không thu phí bảo kê thì cậu lấy gì nộp lên trên? Trương Tiểu Bình, nhưng em không hiểu lắm. Dù sao anh cũng chỉ mới 17 tuổi, trước đây còn đang học trung học phổ thông, chưa có trải nghiệm gì ngoài xã hội. Chị Lệ, cậu em, chị hiểu cậu đang nghĩ gì, có phải cảm thấy thu phí bảo kê là không tốt, là đang ức hiếp người ta, đúng không? Nhưng cậu phải hiểu, cậu không thu thì cũng có người khác thu, bọn họ thu nhiều hơn cậu, hành động ngang ngược hơn cậu. Cậu yên tâm đi, người ở đây chị quen hết, chị sẽ đánh tiếng với bọn họ. Bọn họ đã hận gã chọc tới xương tủy rồi,
bây giờ cậu thay thế cho gã chọc, họ mừng còn không kịp. Đang nói chuyện, một người đàn ông trung niên mập mạp đi tới, trong tay ông ta cầm rượu và thuốc, gật đầu khom người, vô cùng cung kính, chị Ly, tôi tới bái kiến đại ca mới. Chị Ly đứng dậy, chỉ Trương Tiểu Bình, vị này là Bình gia vừa mới lên, đao pháp của Bình gia xuất thần nhập quỷ, giết gã chọc chỉ bằng một nhát dao. Bây giờ Bình gia chính là đại ca mới của chúng ta, cũng là người đàn ông của chị Ly tôi. Người đàn ông mập mạp cúi gập người bái Trương Tiểu Bình, bái kiến Bình gia ạ. Trương Tiểu Bình gật đầu, không nói gì. Minh Ly, Bình gia nhận đồ rồi, sau này sẽ bàn với các ông chuyện thu phí bảo kê sau. Nhưng các ông yên tâm, số tiền bọn tôi thu sẽ luôn ít hơn gã chọc thu. Người đàn ông mập mạp mừng rõ, tốt quá, thế tôi đi trước nhé. Minh Ly cười nói, đúng rồi, cậu dọn dẹp đồ đạc đi. Tôi lái xe đến đó với cậu. Trương Tiểu Bình gãi đầu, cũng không có gì để dọn cả, đó chỉ là một cái quan tài, nặng lắm. Minh Ly trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, quan tài sao? Trương Tiểu Bình gật đầu, là một cỗ quan tài rất kỳ lạ, ngủ một giấc trong đó cảm thấy vô cùng thoải mái. Hôm nay em giết được gã chọc có lẽ có liên quan đến việc em ngủ trong quan tài. Minh Ly càng thấy hứng thú, nói thế chị phải đi xem mới được. Thế là Minh Ly lái xe, hai người cùng tới cống nước có cỗ quan tài. Xe lái đến một nơi trống trải, Trương Tiểu Bình bảo cô ấy dừng xe. Minh Ly nhìn quanh, ngạc nhiên nói, gia chủ, chỗ này chẳng có gì cả. Trương Tiểu Bình hơi ngại, ở dưới cống nước, chị Ly, dưới đó bẩn lắm, hay là chị đừng xuống thì hơn. Minh Ly cười, chị không sợ bẩn, chỉ muốn xem thử cỗ quan tài mà cậu nói là bảo bối gì. Dưới cống nước đúng là khá bẩn, ruồi muỗi bay đầy, thỉnh thoảng còn gặp xác động vật lớn, vừa tanh vừa thối. Trương Tiểu Bình sợ Minh Ly đụng bẩn nên ôm cô ấy đi. Đi được vài phút thì tới trước quan tài của anh. Quan tài rất to, rộng 2 mét, dài hơn 3 mét, bên trong rất sạch sẽ. Vào trong quan tài, mùi hôi thối không còn nữa, tiên quang chín màu lấp lánh, Minh Ly cảm thấy rất thoải mái. Cô ấy kinh ngạc hỏi, đây là bảo bối gì vậy? Trương Tiểu Bình trả lời, em cũng không biết, em tình cờ phát hiện ra nó. Hai mắt Minh Ly sáng rỡ, đồ tốt đấy, sau này chị sẽ ngủ trong này hằng ngày. Trương Tiểu Bình gãi đầu, ngủ ở đây ạ, không chuyển quan tài đi sao? Minh Ly liếc anh một cái, ngốc, đồ tốt thế này nhỡ ai biết thì chúng ta gặp rắc rối lớn đấy. Chỉ bằng cứ để đây, tối nào cũng tới ngủ, dù sao đâu có ai điên mà xuống cống nước làm gì. Nói rồi cô ấy ôm Trương Tiểu Bình, tối nay không về nữa. Ở phía xa, Đường Tử Di nhìn thấy cảnh này, không khỏi nghiến răng, mới có một ngày mà đã tìm được bạn gái rồi, giỏi thật. Chu Thanh Nhiên nhoẻn môi cười, chị Tử Di, chẳng phải là đang trong luân hồi đại kiếp à? Những gì anh ấy trải qua bây giờ giống như sống lại cuộc đời mới, thế nên dù có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không cần phải tức giận. Đường Tử Di khẽ than, đương nhiên là chị hiểu, chỉ cào nhau vậy thôi mà. Cô ấy cúi đầu nhìn bụng dưới mới nhú lên của mình, con đã sắp 4 tháng rồi, mong anh ấy có thể lịch kiếp thành công trước khi con ra đời. La Thiên Tướng cười nói, nhất định. Con của mấy đứa, sau này chắc chắn cũng sẽ là một thiên tài. Chu Thanh Nhiên không khỏi thấy ngưỡng mộ, thầm nghĩ đợi Ngô Bình khôi phục, cô ấy cũng đòi anh một đứa con, nhất định phải sinh một thằng con trai. Trương Tiểu Bình trẻ tuổi, tinh lực dồi dào, trong quan tài, anh lại hành hạ Minh Ly một phen, mãi đến khi cô ấy xin tha anh mới dừng. Minh Ly lúc này toàn thân đầy mồ hôi, cô ấy trừng mắt với Trương Tiểu Bình, cậu nhỏ thế mà biết không thiếu tư thế nào hết nhỉ. Trương Tiểu Bình cười hì hì, chưa ăn thịt lợn chứ đâu phải chưa nhìn thấy lợn bao giờ. Minh Ly cú anh một cái, nói ai là lợn đấy. Hai người cười nói một hồi, Trương Tiểu Bình nói, chị Ly, em phải tu luyện rồi. Đôi mắt Minh Ly long lanh, cậu em, cậu biết tu luyện à? Trương Tiểu Bình gật đầu, bây giờ em đang ở cảnh giới luyện lực, ban ngày luyện ra ám kình, em xem thử tối nay có thể luyện ra hóa kình được không? Minh Ly mừng thầm. Người thường bây giờ sống khó khăn quá, thực lực của Trương Tiểu Bình càng mạnh thì càng có thể bảo vệ tốt cho cô ấy và quán ăn. Thế nên cô ấy không dám làm phiền Trương Tiểu Bình, để anh chuyên tâm tu luyện. Dường như trong người Trương Tiểu Bình có một loại thiên phú bẩm sinh, mới luyện được nửa tiếng đã luyện ra hóa kình. Luyện thành hóa kình rất khó, cao thủ hóa kình đối mặt với cao thủ luyện khí đỉnh cao cũng chưa chắc sẽ thua.
nhưng ký ức trong đầu bảo anh rằng hóa kình này có 9 tầng. Tu sĩ cảnh giới lực rất khó đạt được đến hóa kình, trăm người mới được một người làm được. Còn những người đạt đến hóa kình thường chỉ mới tiếp xúc phần ngoài của hóa kình, cũng chính là hóa kình tầng 1. 9 tầng hóa kình chia làm 3 giai đoạn, 3 tầng đầu là hình cảnh, 3 tầng giữa là ý cảnh, 3 tầng cuối là thần cảnh. Trong đó, hình cảnh có thể thay đổi hình dáng của vật thể. Ví dụ Trương Tiểu Bình khi đã đạt được hình cảnh, cầm một vật lên, anh truyền nội kình vào trong đó thì có thể tùy ý thay đổi hình dáng của vật đó. Dù có là sắt thép, bùn đất hay đá tảng cũng đều có thể chịu ảnh hưởng của nội kình. Tiếp đó là ý cảnh. Ý cảnh rất thần kỳ, người đạt đến cảnh giới này mà vỗ một chưởng xuống, bất kỳ đồ vật nào nằm trong phạm vi nội kình phóng tới đều có thể tùy ý tạo hình, giống như làm ảo thuật vậy. Cuối cùng là thần cảnh. Lúc này nội kình đã đạt đến cấp thần, nó đã có thể thay đổi hình dạng phân tử và nguyên tử của vật chất, băng hóa thành nước, nước ngưng thành băng, thậm chí hóa đá thành vàng, biến nước thành dầu, đối với anh đều không khó. Nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ đều chỉ đạt đến ngưỡng cửa hình cảnh. Ý cảnh thì chỉ có thiên tài siêu cấp mới đạt được. Còn về thần cảnh, chỉ có kỳ tài trong số kỳ tài, thiên kiêu trong số thiên kiêu mới làm được. Trương Tiểu Bình không ngừng luyện tập, mười mấy phút sau anh đánh ra một quyền, đầu nắm đấm xuất hiện một màn sáng trắng nhàn nhạt, đây chính là hóa kình tầng 1, giải phóng nội kình ra ngoài. Lại qua thêm một tiếng nữa, anh lại đánh ra một quyền, trong không khí xuất hiện ảo ảnh một con hổ, mấy giây sau mới tan biến. Đây chính là hóa kình tầng 2, để lại ảo ảnh trong hư không. Lại qua thêm 2 tiếng đồng hồ, không khí xung quanh Trương Tiểu Bình bỗng nhiên chấn động, dưới tác động của nội kình, ngưng tụ thành hình một con hổ, bao trùm bên ngoài cơ thể anh. Lúc nhìn thấy con hổ sống động như thật này, Minh Ly hoảng hốt la lên một tiếng. Trương Tiểu Bình mở mắt, cười nói, đừng sợ, đây là cực hạn của hình cảnh, nội kình hóa thành hình. Minh Ly tò mò hỏi, thế chắc chắn là rất lợi hại nhỉ? Trương Tiểu Bình nói, chị Ly, chị đi theo em. Hai người ra khỏi cống nước, tới một công trình. Công trình chất đầy cát, Trương Tiểu Bình dẫm lên đống cát, số cát này hệt như vật sống, tự động hình thành một tòa bảo tháp. Tòa bảo tháp này hình thành từ dưới lên, đắp lên 2 tầng, 4 tầng, 8 tầng, 10 tầng, mãi đến khi cao hơn cả Trương Tiểu Bình, tổng cộng 24 tầng. Minh Ly cảm thán, thần kỳ quá. Trương Tiểu Bình, đây chính là hình cảnh của hóa kình, chỉ khi nắm rõ nội kình trong lòng bàn tay thì mới làm được. Trương Tiểu Bình vừa mới tu luyện được đến hình cảnh, mới mấy phút đã thấy mệt, lập tức thu lại nội kình, nói, em mới luyện thành, phải qua vài ngày nữa mới thuần thục được. Minh Ly không hiểu lắm về tu hành, cô ấy hỏi, cậu em, thế cậu có đánh lại nhân tiên không? Đối với Minh Ly thì nhân tiên đã là một sự tồn tại rất mạnh rồi. Ví dụ như vị bên trên gã chọc, vị đó chính là một nhân tiên. Trương Tiểu Bình gãi đầu, em không rõ, đánh mới biết được. Minh Ly, thế tu vi của cậu vẫn sẽ nâng cao chứ? Trương Tiểu Bình, đương nhiên rồi, 5-6 ngày là em đã tu luyện hết 9 tầng hóa kình rồi. Minh Ly, thế khi luyện thành 9 tầng thì chắc là cậu sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều nhỉ? Trương Tiểu Bình cười nói, đó là chuyện đương nhiên. Hóa kình tầng 9 có thể đánh bại 100 tu sĩ hóa kình tầng 3 đấy. Minh Ly sáng cả mắt, tốt quá. Cậu em, đến lúc cậu luyện thành hóa kình tầng 9 thì đi khiêu chiến nhân tiên kia, sau đó thay thế người đó. Trương Tiểu Bình sao cũng được, vâng, chị Ly bảo em đánh ai thì em sẽ đánh bại người đó. Minh Ly nhìn quanh một lượt nói, vài bữa chúng ta xây một căn nhà trên cống nước, thế thì không cần phải lên xuống mỗi ngày nữa. Trương Tiểu Bình, chỗ này cho xây nhà không? Minh Ly, có tiền là xây được. Cậu em, chuyện này cứ giao cho chị. Nửa khuya rồi, hai người lại quay về quan tài dưới cống nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Minh Ly và Trương Tiểu Bình trở về quán ăn. Quán ăn còn chưa mở cửa đã có người tới chào hỏi. Người tới tầm hơn 20 tuổi, nét mặt kiêu ngạo, anh ta lạnh lùng hỏi, ai là người đánh bại thằng chọc? Trương Tiểu Bình đứng ra, là tôi. Chàng trai kia quan sát anh một lượt, nói, thằng chọc là người của bang ác cẩu bọn tao, mày dám động đến nó, gan lớn đấy. Minh Ly cười nói, anh này, gã chọc ức hiếp người khác quá đáng, gia chủ nhà chúng tôi cũng vì tức quá nên mới ra tay, mong các anh rộng lượng, đừng tính toán với bọn tôi. Chàng trai kia hừ một tiếng, chỗ này của mấy người mỗi tháng phải nộp 300.000 tiền báu xem như là hình phạt.
Minh Ly kinh ngạc nói, anh ơi, chẳng phải trước đây mỗi tháng gã chọc chỉ nộp 100.000 thôi sao? Sao chúng tôi phải nộp 300.000 chứ? Chàng trai trả lời, tôi nói rồi, đây là hình phạt. Hôm nay thu tiền tháng này trước, mau lấy tiền ra đây. Trương Tiểu Bình định nói gì đó nhưng bị Minh Ly cản lại, cô ấy cười nói, anh ơi, bọn tôi nộp, anh đừng giận. Cô ấy đi ra phía sau lấy tiền, vừa đủ 300.000. 300.000 này dường như là toàn bộ tích góp của Minh Ly. Chàng trai lấy tiền xong nhìn chằm chằm Trương Tiểu Bình một cái, sau đó nghênh ngang rời đi. Dương Giác nói, chị Ly, sao lại đưa cho hắn? Đó là số tiền mồ hôi nước mắt từ khi chúng ta mở quán ăn kiếm được mà. Minh Ly, có một số chuyện các cậu không hiểu, đừng hỏi nhiều. Trương Tiểu Bình hơi tức giận, anh hỏi, chị Ly, mỗi tháng gã chọc thu được bao nhiêu tiền? Minh Ly, 300.000 gì đó. Chúng ta thu thì chắc chắn ít hơn hắn, mỗi tháng nộp cho bang ác cậu 300.000 thì e là chúng ta phải bù thêm. Trương Tiểu Bình nhíu mày, thế thì không được, chúng ta không kiếm được tiền thì thôi đi, lỗ vốn không làm được đâu. Minh Ly kéo Trương Tiểu Bình vào phòng của mình, cười nói, cậu em, cậu vội cái gì? Một tháng này cậu không cần phải tới làm việc, tu luyện thật tốt cho chị. Chị muốn cậu trở thành cao thủ tuyệt đỉnh trong vòng một tháng, đánh bại đám khốn bang ác cậu kia. Trương Tiểu Bình, trong bang ác cậu có nhân tiên không? Minh Ly gật đầu, kể cả bang chủ thì có 3 nhân tiên, còn có một đống cao thủ tiên thiên, nên muốn đánh bại chúng thì cậu phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Trương Tiểu Bình gật đầu, chị Ly yên tâm đi, chưa đến nửa tháng em sẽ có thể đánh bại bang ác cậu. Sau đó, chị Ly thật sự không để Trương Tiểu Bình làm việc nữa, đồng thời cô ấy cũng dùng thân phận là người phụ nữ của Trương Tiểu Bình để thu phí bảo kê ở khu vực này. Thu hết một vòng cũng chỉ mới 200.000+. So với con số 300.000 phải nộp cho bang ác cẩu thì lỗ mấy chục nghìn. Sau khi cầm tiền, Minh Ly nhờ người móc nối quan hệ, mua mảnh đất chỗ cống thoát nước lại, muốn xây một căn nhà 3 tầng ở đó. Giao thầu công trình xong, Trương Tiểu Bình thỉnh thoảng lên giám sát còn đa phần thời gian đều ở bên dưới tu luyện. 2 ngày sau, hình cảnh của anh đã viên mãn, nên tiếp tục luyện đến tầng 4 hóa kình. Tầng 4 hóa kình thuộc về giai đoạn ý cảnh. Lần này anh tu luyện hơn 4 tiếng đồng hồ là đã thành công, sau đó lại tiếp tục đột phá tầng 5, tầng 6. Luyện đến tầng thứ 6 đã là trưa ngày hôm sau rồi. Anh đứng dậy tới công trình, anh dậm chân một cái, mặt đất xung quanh đã có thay đổi, bùn đất tự động đắp nên những người tí hon, rất sống động, thậm chí bọn nó còn đi lại, nô đùa với nhau trên mặt đất. Anh lại vỗ một cái, người tí hon biến thành những con chó, con dê nhỏ, chạy tới chạy lui. Anh lại vỗ thêm vài cái, trên đất có gà, có mèo, có hổ, còn có cây cỏ, chẳng mấy chốc đã hình thành một bức tranh sống động. Đây là anh dùng nội kình tạo ra trong nháy mắt, mà đây chính là ý cảnh. Khống chế nội kình theo ý muốn, cực kỳ vi diệu. Anh đi vài vòng ở công trình, chỉ điểm mấy chỗ rồi lại tới quán ăn. Một ngày một đêm không tới, vừa tới anh đã nhìn thấy rất nhiều người đứng trước cửa. Thấy anh trở lại, những người đó kéo nhau định lên trước nói chuyện. Minh Ly nói, các vị, tôi đã biết hết chuyện của các vị rồi, để tôi nói chuyện với gia chủ. Trương Tiểu Bình hỏi, chị Ly, có chuyện gì vậy? Minh Ly, cậu em, gần đây chỗ chúng ta xuất hiện một người đánh đấm rất giỏi, tên là Ác Biêu. Tên Ác Biêu này cũng đã chiếm được một khu vực, kề khu vực chúng ta. Trước đây hắn từng có mâu thuẫn với gã chọc cũng đã chịu thiệt. Hôm qua Ác Biêu dẫn người tới địa bàn của chúng ta thu phí bảo kê, đánh bị thương với chết nhiều người. Trương Tiểu Bình nhíu mày, hắn không ở địa bàn của mình mà chạy sang địa bàn của chúng ta làm gì? Gây chuyện đúng không? Minh Ly, hắn làm vậy là đang khiêu chiến cậu, nếu không đánh trả thì chắc chắn hắn sẽ được nước làm tới, mãi cho đến khi nuốt được địa bàn của chúng ta. Trương Tiểu Bình, nên em buộc phải đánh trả đúng không? Minh Ly gật đầu, phải đánh trả. Ác Biêu kia là cao thủ tiên thiên, cậu đánh lại hắn không? Trương Tiểu Bình, đánh mới biết được. Chị Ly, bây giờ chị dẫn em đi đi. Minh Ly, được. Cô ấy nói với mọi người, các vị, bây giờ gia chủ của chúng tôi sẽ tới tìm Ác Biêu kia đòi công đạo, mọi người có muốn đi cùng không? Đi chứ, đi xem tên Ác Biêu này sẽ có kết cục thế nào. Đúng thế, chúng ta cùng đi, diệt thằng chó đó. Mọi người rất tức giận với Ác Biêu, đồng loạt thể hiện lập trường đứng về phe Trương Tiểu Bình.
Đương nhiên Trương Tiểu Bình chẳng mong chờ gì ở đám người này, nhưng có bọn họ đi theo cũng khí thế hơn hẳn. Ngay sau đó, anh và Minh Ly đi đầu, mấy chục người theo sau, hùng hổ tới địa bàn của Ác Bưu. Lúc này, Ác Bưu đang ngồi trong nhà mình, miệng ngậm điếu thuốc, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Hắn đang đợi, đợi thằng nhóc mới nổi kia tới tìm mình. Lúc này, một tên đàn em chạy vào nói, anh Bưu, bên kia tới rồi. Ác Bưu nở nụ cười tàn nhẫn, tao đang đợi nó, tới vừa hay. Lúc này, sau lưng hắn có một người đàn ông trung niên bước ra, khí tức của ông ta đáng sợ, ông ta thờ ơ nói, đánh chết kẻ này, tôi và cậu xem như hết nợ. Người này là một tu sĩ mà thời gian trước Ác Bưu đã cứu, tu vi nhân tiên sơ kỳ, tuy vết thương vẫn chưa khỏi hẳn nhưng đối phó với một thằng nhóc mới nổi thì cũng không có gì khó. Ác Bưu cười khì khì, thưa ông chỉ cần đánh chết thằng kia thì sẽ không nợ gì tôi nữa. Trong lúc nói chuyện, Trương Tiểu Bình đã dẫn người đến nơi. Minh Ly nhìn thấy Ác Bưu ngồi giữa, nói Ác Bưu, sao lại tới thu phí bảo kê ở địa bàn của bọn tôi, anh có tuân theo quy tắc giang hồ nữa không? Ác Bưu cười khà khà, tôi cứ thu đấy, cô làm gì được tôi? Định tuyên chiến với tôi à? Minh Ly cười khẩy, Ác Bưu, đừng tưởng anh có chút công phu thì ghê gớm lắm, tôi nói cho anh biết, một mình gia chủ tôi đánh 10 thằng như anh cũng được. Ồ, Ác Bưu cười hờ hững, thế thì ra đây thử. Trương Tiểu Bình bước lên trước một bước nói, Ác Bưu, tôi cho anh một cơ hội, xin lỗi và bồi thường người nhà của những người bị thương vong. Ác Bưu hứ mạnh một cái, mày buồn cười thật, bảo tao xin lỗi. Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu chỉ có thể nằm trên thớt cho người ta chèn ép, bọn nó không có tư cách sống thoải mái, hiểu chưa? Trương Tiểu Bình, tôi với anh ông nói gà bà nói vịt, thế đừng lãng phí thì giờ nữa, ra đây đấu với tôi một trận. Hóa kinh tầng 6, Trương Tiểu Bình có lòng tin đánh thắng người trước mặt. Ác Bưu không động đậy, người đàn ông trung niên sau lưng hắn đi ra, thản nhiên nói, chàng trai trẻ, tôi nợ Ác Bưu nên bây giờ phải giết cậu. Cậu có chết cũng đừng trách tôi, phải tự trách mình đen đuổi. Nói rồi ông ta phóng ra khí tức nhân tiên, khí tức rất mạnh, đến Minh Ly còn cảm nhận được điều đó, sắc mặt hơi tái đi. Cô ấy không kìm được nói với Trương Tiểu Bình, gia chủ, chúng ta rút đi. Đối phương quá mạnh, cô ấy sợ Trương Tiểu Bình xảy ra chuyện. Trương Tiểu Bình không thay đổi sắc mặt, anh đã khống chế nội kình đến độ xuất sắc, khí tức của đối phương có mạnh nhưng anh không sợ, thản nhiên nói, chị Ly, người này đánh không lại em đâu. Người đàn ông trung niên hừ một tiếng, thằng nhóc ngông cuồng, ăn một đấm của tôi đi. Nhân tiên mạnh là vì thân thể của họ có thể thông qua tiến hóa không ngừng trở nên mạnh mẽ, từ đó hình thành ưu thế cực lớn. Ông ta đánh một quyền ra, quyền như sấm chớp, khí thế như núi cao. Trương Tiểu Bình không động đậy, đối phương vừa chuyển động, cơ thể anh đã thủ một tư thế theo bản năng, tay phải phất lên, tay trái kéo. Rắc. Không biết bằng cách nào, cánh tay của người đàn ông trung niên bị Trương Tiểu Bình bắt lấy, sau đó bị bẻ thành mấy đoạn. Ông ta hét lên thảm thiết sau đó bị đá bay. Đến lúc người đàn ông trung niên lăn trên mặt đất thì đã phun máu tươi, bị thương nặng. Một đòn đã đánh bại nhân tiên, kết quả này khiến chính Trương Tiểu Bình cũng giật cả mình, không khỏi ngây người ra. Cách đó không xa, thần chiếu thấy cảnh này thì kinh ngạc nói, thực lực của chủ nhân khiếp quá, cảnh giới lực đã có thể đánh bại nhân tiên rồi. Đến sau khi trúc cơ thì chủ nhân còn ghê gớm đến mức nào nữa. La Thiên Tướng, hình cảnh của hóa kình trong truyền thuyết đúng là khủng bố. Lúc đầu tôi cũng thử tu luyện hình cảnh, nhưng nửa chừng thì phải bỏ. Đường Tử Di, La Tông Chủ mà cũng không thành công à. La Thiên Tướng lắc đầu, quá khó. Không phải tôi không nỗ lực mà là tố chất của tôi không đủ. Muốn đạt được hình cảnh, ít nhất cũng phải đạt được tiêu chuẩn thiên kiêu. Đường Tử Di, dường như Ngô Bình mới bắt đầu thôi, chắc là anh ấy sẽ còn đột phá lên tầng 9. La Thiên Tướng, thần cảnh của hóa kình càng huyền diệu, nếu nó luyện thành thì thậm chí có thể bất ngờ giết được cả địa tiên trong nháy mắt. Bên này, đôi mắt xinh đẹp của Minh Ly sáng rỡ, cười nói, Ác Bưu, chỗ dựa của anh thua rồi, tới lượt anh rồi đấy. Vẻ mặt Ác Bưu thay đổi, hắn bỗng đứng dậy cười nịnh, bình ra, trước đây tôi chỉ đùa thôi mà. Cậu quả thật thực lực kinh người, Ác Bưu tôi tâm phục khẩu phục. Hắn còn chưa nói xong đã bị Trương Tiểu Bình đạp một phát, ngất luôn tại chỗ. Những người đi theo Trương Tiểu Bình tới đây bỗng hò reo, có những người còn lập tức chạy tới đánh đập Ác Bưu đã ngất. Nửa tiếng sau,
Ác Bưu bị những người thân của người bị hại đánh chết, thi thể vứt luôn xuống sông. Thế là địa bàn của Ác Bưu cũng thuộc về Trương Tiểu Bình luôn. Hơn nữa, Ác Bưu chết, Minh Ly lục soát được từ trong nhà hắn hơn 3 triệu tiền báu. Có số tiền này, Minh Ly dễ sống hơn nhiều rồi. Trương Tiểu Bình chiến một trận đã nổi danh, những người xung quanh không còn dám tới địa bàn của anh làm bừa nữa. Nhưng bọn họ vẫn phải cống nạp cho bang Ác Cẩu. Ngày hôm sau, bang Ác Cẩu kia lại phái người tới, yêu cầu mỗi tháng phải nộp thêm 200.000 tiền báu, tổng tiền phải nộp của hai khu vực là 500.000. May là địa bàn của Ác Bưu rộng lớn hơn, phí bảo kê của hai chỗ gộp lại cũng miễn cưỡng hơn 500.000, trừ đi chi phí các kiểu thì còn lại ít lợi nhuận. Đêm đó Minh Ly bày mấy chục bàn tiệc, chúc mừng Trương Tiểu Bình đánh bại Ác Bưu. Một đám người thay phiên mời rượu Trương Tiểu Bình, may là tửu lượng của anh rất tốt, ngàn ly không say. Hơn 10 giờ tối, một chàng trai tới quán ăn. Dương Giác nói, hôm nay chúng tôi nghỉ, quán không mở. Chàng trai thản nhiên nói, tôi không tới để ăn cơm. Tôi nghe nói ở đây có một vị bình gia, mới 17 tuổi đã đánh bại nhân tiên. Tôi muốn gặp cậu ấy. Minh Ly nhìn chàng trai này một cái rồi nói, cậu em, cậu tìm bình gia làm gì? Chỉ để gặp mặt vậy thôi à? Chàng trai giơ tay phải của mình ra, tay phải của anh ta lại có màu bạc, phát ra ánh sáng vàng, anh ta khẽ nói, tôi cũng 17 tuổi, mới bước vào tiên thiên. Nghe nói ở đây có cao thủ nên muốn cọ sát. Minh Ly cười nói, cậu em, đánh đánh giết giết chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ bằng ngồi xuống cùng uống một ly. Chàng trai nhíu mày, sao thế, không dám nhận lời thách đấu sao? Nếu không dám đánh với tôi thế thì phải nhường địa bàn. Trương Tiểu Bình đã uống khá nhiều, hơi men bốc lên, anh bỗng đặt ly rượu xuống nói, nếu cậu đã muốn ăn đấm thì tôi toại nguyện cho cậu. Minh Ly muốn cản anh. Trương Tiểu Bình cười nói, chị Ly, nhân tiên em còn đánh được thì tiên thiên có là cái gì? Nói rồi, anh tới trước mặt chàng trai kia hỏi, tên gì? Chàng trai, Ngô Vị. Trương Tiểu Bình, tôi không thích giết người, cậu tới khiêu chiến với tôi không thể đánh sơi sơi vậy được. Nếu tôi thua thì tùy cậu xử lý, địa bàn của tôi thuộc về cậu. Ngô Vị cười, thế sao? Thế tôi thua thì sao? Trương Tiểu Bình, cậu thua thì làm đàn em cho tôi, nghe lệnh của tôi cả đời. Ngô Vị sững người, sau đó cười ha hả, được. Nếu cậu thật sự có thể dùng cảnh giới nội kình đánh bại được cao thủ tiên thiên như tôi thì tôi đâu còn gì để nói. Hai người vào tư thế, bàn tay có màu trắng bạc của Ngô Vị bỗng vỗ về phía Trương Tiểu Bình, tốc độ cực nhanh, khiến người khác không thể nào phản ứng kịp. Trương Tiểu Bình ở hóa kình tầng 6, khẽ nhún chân một cái. Mặt đất chỗ chân Ngô Vị đã mềm nhũn, cơ thể anh ta bất giác nghiêng theo. Nhân cơ hội này, Trương Tiểu Bình dễ dàng né khỏi bàn tay bạc của anh ta, ngay sau đó đánh một quyền vào ngực anh ta. Quyền này anh không dùng hết lực, chỉ dùng ám kình. Nhưng dù là vậy, cú đấm mạnh mẽ vẫn đánh bay Ngô Vị ra xa mấy mét. Ngô Vị ngồi trên đất, cảm giác bực bội, nhưng anh ta biết, nếu người ta không nương tay thì anh ta đã chết rồi. Đánh ngã anh ta xong, Trương Tiểu Bình hỏi, cậu có phục không? Vẻ mặt Ngô Vị khó coi đáp, nói thật là tôi không phục. Trương Tiểu Bình, không phục, thế thì đánh đến khi cậu phục mới thôi. Ngô Vị lật người nhảy lên, cơ thể hóa thành một ảo ảnh, bỗng đánh ra mấy chục đòn. Trương Tiểu Bình đã lĩnh ngộ được hóa kình, anh bất chấp đối phương đánh thế nào, chỉ tung ra một chưởng. Chưởng này tung ra, người ta thấy một luồng khí kình hình con rồng bay về phía Ngô Vị. Lại còn phát ra tiếng rồng gầm nữa. Hóa kình tầng 6, không khí cũng có thể truyền dẫn sức mạnh, đồng thời có thể sinh ra hiệu quả bất ngờ. Ngô Vị lại lần nữa bị đánh bay, cổ họng tanh nồng, phun ra một ngụm máu. Anh ta lộ vẻ chấn động, nói, lợi hại, tôi nghe nói khi luyện hóa kình đến một trình độ cao siêu thì có thể đánh ra được quyền pháp mạnh mẽ, xem ra là thật. Trương Tiểu Bình lại hỏi, phục chưa? Ngô Vị hơi ngượng, anh ta đứng dậy chắp tay, tôi phục rồi. Trương Tiểu Bình gật đầu, thế thực hiện lời hứa đi. Ngô Vị quỳ xuống đất, nghiêm mặt nói, đàn em Ngô Vị, bái kiến đại ca. Trương Tiểu Bình ừ một tiếng, tu vi của cậu không thấp, nhưng tiếc là luyện không đến nơi đến chốn, không hiểu nội kình. Ngô Vị cười khổ, đại ca, trước mặt nội kình của anh, đương nhiên em chẳng là gì cả rồi. Trương Tiểu Bình trở về chỗ ngồi. Sau đó vẫy tay với Ngô Vị, lại đây ngồi, uống rượu. Ngô Vị rất thông minh,
nhận đại ca rồi thì ngoan ngoãn làm đàn em, Trương Tiểu Bình bảo anh ta uống rượu thì anh ta uống rượu. Trương Tiểu Bình, Ngô Vị, trước đây cậu làm ở đâu? Ngô Vị, em không có địa bàn, đi khiêu chiến đầu sỏ của các nơi, đánh thắng, bọn họ cho em tiền. Tiêu hết tiền thì em lại đi khiêu chiến tiếp. Trương Tiểu Bình sáng mắt lên, khiêu chiến người khác mà cũng kiếm được tiền hả? Ngô Vị gật đầu, đúng vậy đó đại ca, ví dụ hôm nay em khiêu chiến anh, nhớ đâu anh thua, anh muốn dùng tiền để giải quyết chuyện hay thật sự giao địa bàn. Trương Tiểu Bình, chắc chắn là anh thích dùng tiền giải quyết hơn rồi. Ngô Vị, vậy nên bọn họ thường hào phóng lắm. Những người ở cấp bậc như đại ca, em đánh thắng một lần, nói thế nào cũng cho em 100-200 nghìn. Minh Ly nói, nhưng cứ khiêu chiến người ta mãi, nhớ đâu thất bại thì có thể sẽ mất mạng. Ngô Vị, em không sợ, dù sao người mạnh như đại ca quá ít. Hơn nữa trước khi khiêu chiến em sẽ thường đi nghe ngóng tin tức trước, không nắm chắc phần thắng thì em không ra tay. Trương Tiểu Bình, cậu cũng từng nghe ngóng về tôi à? Ngô Vị gật đầu, có thăm dò rồi ạ. Dùng cảnh giới nội kình đánh bại nhân tiên, nói ra ai mà tin. Em không tin nên mới tới đánh thử với anh. Em đã nghĩ kỹ rồi, nếu mà đánh thua thì sẽ đi theo anh luôn. Trương Tiểu Bình hơi khó hiểu, sao lại quyết định theo tôi? Ngô Vị, em cũng được xem là người khá giỏi đánh nhau rồi, nhưng yêu nghiệt mới chỉ ở cảnh giới nội kình đã đánh bại nhân tiên như đại ca thì quá đáng sợ. Em đi theo anh chắc chắn tương lai rộng mở. Trương Tiểu Bình cười, thằng nhóc cậu thông minh lắm. Ngô Vị cười khì khì, cảm ơn đại ca đã khen. Trương Tiểu Bình, cậu hiểu rõ về Vân Kinh của bây giờ lắm à? Ngô Vị, em đi mọi ngóc ngách nên đúng là biết được khá nhiều chuyện. Trương Tiểu Bình, giờ Vân Kinh có bao nhiêu bang phái? Ngô Vị, theo em biết thì không đến 100 thì cũng 80. Có nhiều bang phái nhỏ là nhánh của các bang phái lớn, nhưng tất cả các bang phái từ lớn đến nhỏ đều rất vâng lời thái thú ở đây. Trương Tiểu Bình, vâng lời thái thú ư? Ngô Vị gật đầu, đúng thế, tuy các bang phái này đều rất phách lối, nhưng nhờ họ thì nơi đây mới duy trì được trật tự xã hội chính, thái thú cũng phải mượn sức của họ đấy. Đương nhiên chuyện này chỉ là tạm thời thôi, chờ khi nào thái thú có thêm binh lực trong tay thì họ đều phải dạt sang một bên hết. Ngoài bang phái ra còn có các thế lực môn phái khác, họ mạnh hơn bang phái nhiều, hầu hết bang phái đều lệ thuộc vào các môn phái. Vì vậy, về mặt bản chất thì giới quan chức đang mượn lực của môn phái để quản lý nơi này tạm thời. Trương Tiểu Bình đã hiểu, anh nói, cá lớn nuốt cá bé thế thì người dân bình thường sống kiểu gì? Ngô Vị, đúng thế, nhưng em đoán tình trạng này sẽ không kéo dài lâu đâu, nước lòng rất lớn mạnh, các môn phái chỉ đang xếp bàn cờ thôi. Ngô Vị chợt hỏi, anh nghĩ về dân nhiều như thế thì sao không thi mà làm quan? Trương Tiểu Bình ngạc nhiên nói, làm quan ư? Ngô Vị, vâng, nước Long đang chiêu mộ anh tài, chỉ cần có thể ghi tên lên top 100 của khi Giang Nam thôi là được vào hầu ở phủ tổng đốc rồi, nếu tiến vào được top 3 thì còn có chức vị luôn. Trương Tiểu Bình, giờ tu vi của anh còn yếu, có thi cũng không ăn thua nên cứ nâng cao tu vi trước đã. Ngô Vị cười nói, anh siêu thế cơ mà, chờ khi nào anh thành nhân tiên rồi thì chắc địa tiên cũng không đấu lại anh được. Hai người ngồi uống rượu đến tờ mờ sáng rồi mới giải tán. Trương Tiểu Bình vào trong quan tài tu luyện tiếp. Trước đó, anh đã luyện đến tầng thứ 6 của Hóa Kình, bây giờ sẽ đột phá lên cảnh giới thần mạnh hơn. Phải mất 3 ngày thì anh mới lĩnh ngộ được cảnh giới này. Anh đi đến một rừng cây âm u rồi đứng yên bất động, sau đó vận chuyển nội kình, lá cây dưới đất lập tức bay lên, sau đó lia khắp nơi như các thanh phi đao, cuối cùng đã găm vào các thân cây và tảng đá. Tiếp theo, Ngô Bình đập cả hai tay xuống mặt đất. Bùn đất chảy vào tay anh như nước, sau đó ngưng tụ thành một cái mâu dài, thẳng và rắc chắc. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân anh cũng như dập dềnh như sóng gợn, nội kình mạnh mẽ của anh đã chảy tới khắp các hướng theo mặt đất, sau đó bắn xa trong phạm vi 100 bước. Trong phạm vi này, đến cường giả nhân tiên cũng phải giật mình, ai yếu hơn thì khéo còn bị giết tại chỗ. Cảnh giới thần là chỉ thần trong nội kình đã có trí tuệ, nó cao hơn cảnh giới hình một bậc, một khi thi triển sẽ tạo ra uy lực rất mạnh. Cảnh giới này cũng có 3 tầng, tầng 1 là cảnh giới linh, khi ấy nội kình thông lông, có thể tự điều chỉnh, khiến tu sĩ đạt hiệu quả tấn công mạnh nhất, hiện giờ, Trương Tiểu Bình đã đạt đến cảnh giới linh. Tầng thứ 7 của Hóa Kình là cảnh giới linh, tầng thứ 8 là cảnh giới pháp. Cảnh giới pháp là nội kình đạt được mức độ đối địch nhờ luyện tập, từ đó mỗi khi phản kích đều đạt hiệu quả cao nhất.
Trong cảnh giới Pháp còn có cấp thứ 3 tên La Hóa Kình cửu trọng còn khó hơn, nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hay còn được gọi là cảnh giới thiên nhân. Đến được cảnh giới này thì nội kình đã nối liền với đất trời có thể phóng ra uy lực kinh người. Trương Tiểu Bình lại vất vả tu luyện một ngày, linh tính của nội kình ngày càng dồi dào hơn, nhưng nếu muốn đạt đến viên mãn thì buộc phải thông qua thực chiến. Buổi chiều, anh lại tới quán ăn. Mấy ngày qua, chị Ly không hề đến tìm anh, vì sợ quấy rầy anh tu luyện. Khi anh đến, Ngô Vị đang bưng thức ăn lên cho khách. Nhìn thấy Trương Tiểu Bình, anh ta vội chạy tới rồi tươi cười nói, anh lại đột phá rồi à? Trương Tiểu Bình gật đầu, tôi mới đột phá hai cảnh giới nhỏ. Ngô Vị sáng mắt lên nói, em có biết về nội kình, nhưng anh đột phá lên tiếp thì là cảnh giới nào? Có thể thi triển cho em xem một chút được không? Trương Tiểu Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được, đi theo tôi. Nhóm chị Ly cũng tò mò nên đi theo Trương Tiểu Bình ra sân sau. Ở đây có một gò đất, mấy hôm trước con cá vàng lôi tới, nhưng không dùng hết nên vứt ở đây. Trương Tiểu Bình đứng cách gò đất mấy chục bước, sau đó dậm chân một cái, bùn đất như sống dậy, sau đó tạo thành một người đất cao gần 2 mét, tay cầm trường kiếm rồi khua múa. Tất cả mọi người đều sững sờ, đây là ma pháp ư. Phần kích thích hơn còn ở phía sau, người đất chợ ôm kiếm rồi nhảy lên múa một cách có quy luật như thật. Chị Ly liếc nhìn Trương Tiểu Bình rồi nói, làm gì có tí chính kình nào, thôi về ăn cơm. Mấy ngày vừa rồi, Trương Tiểu Bình bận rộn tu luyện nên chưa ăn gì, giờ bụng đã đói meo. Chị Ly sai người chuẩn bị một bàn thức ăn rồi ra ngồi ăn cùng anh, chờ anh ăn no rồi thì cô ấy mới nói, mấy hôm cậu không ở đây, đã có một chuyện lớn xảy ra. Trương Tiểu Bình hỏi, chuyện gì thế? Chị Ly, đột nhiên có một kỳ tài võ thuật xuất hiện ở Vân Kinh, mới ngày đầu đã thành tiên thiên, ngày thứ hai là nhân tiên, hôm thứ ba là địa tiên rồi. Chuyện này làm kinh động tới thái thú, nghe đâu ông ta đã đích thân đến gặp người đó rồi thưởng cho 100 triệu tiền phù. Trương Tiểu Bình ngạc nhiên, ngần ấy tiền bùa là đủ cho dân chúng ở Giang Nam sinh hoạt cả mấy năm chứ đùa. Ngô Vị bĩu môi nói, thế có gì là giỏi, ba ngày đã tu đến địa tiên thì chừng tỏ anh ta là người chuyển thế. Nói thật thì không có cửa so với anh Bình. Chị Ly, thế à? Ngô Vị, đương nhiên. Trương Tiểu Bình, người đó là địa tiên rồi, tôi không bì được đâu. Ngô Vị, địa tiên thì sao? Anh, tối nay chúng ta đi khiêu chiến bang chủ của các bang phái rồi kiếm một mẻ đi. Trương Tiểu Bình đang muốn rèn luyện nội kình thông qua chiến đấu, như thế thì mới có thể đạt đến viên mãn được nên hỏi, khiêu khiến bang phái nào? Ngô Vị mỉm cười rồi lấy một tờ giấy ra, bên trên có viết tên của 100 người, tối nay, chúng ta chọn 5 bang phái này trước. Mấy người này đều là nhân tiên, thực lực rất mạnh, nhưng so với anh thì còn kém xa. Trương Tiểu Bình quan tâm đến thu nhập hơn, mỗi bang phái mình có thể kiếm được bao nhiêu. Ngô Vị, họ là thủ lĩnh của các bang phái nên có nhiều thuộc hạ lắm, dù là bang phái bình thường thì mỗi tháng cũng kiếm được vài triệu, một năm đến cả 100 triệu, cho nên mình ra giá 100-200 triệu chắc ổn nhỉ. Trương Tiểu Bình rất ngạc nhiên, 100-200 triệu đúng là một con số trên trời với anh. Trương Tiểu Bình không có ấn tượng tốt với bang ác cẩu này, lần trước người mà họ cử tới rất hống hách, khiến anh cực mất cảm tình. Anh nói, đúng là bang này chưa từng làm được việc gì tốt, để tối nay tiêu diệt luôn. Ngô Vị, bang này cá kiếm ghê lắm anh, nghe đâu bang chủ định gom tiền để mua công pháp thượng phẩm. Trương Tiểu Bình, công pháp thượng phẩm gì? Ngô Vị, công pháp trên đời được chia thành cửu phẩm, thượng tam phẩm và siêu phẩm. Trong đó, siêu phẩm lại được phân thành vương phẩm, đế phẩm và thiên phẩm. Còn những công pháp mà thấp hơn hạ cửu phẩm thì được gọi là công pháp thấp. Tu luyện xong cũng khó đạt được thành tựu. Trương Tiểu Bình, bao tiền một bộ công pháp hạ cửu phẩm? Ngô Vị, rẻ nhất cũng vài trăm nghìn tiền bùa, em nghe nói bang chủ của viện trưởng đã gom được kha khá tiền rồi, nếu họ mà mua được công pháp cấp cao thì thực lực sẽ tăng vọt đấy. Trương Tiểu Bình sáng mắt lên, bang chủ của bang ác cẩu toàn làm việc xấu. Anh có thiệt diệt người này thì cũng là trừ họa cho dân, ngoài ra còn kiếm được một mớ tiền. Đêm đến, tại sao huyệt của bang ác cẩu? Bang chủ Hoàng Uy của bang ác cẩu có tu vi cảnh giới nhân tiên, hơn nữa còn từng học vài bộ quyền pháp nên có thực lực khá mạnh, chỉ trong một thời gian ngắn mà gã đã chiếm được địa bàn này nhờ sức mạnh của mình. Hoàng Uy đang ngồi xem sổ sách, gã đều kiếm được tiền từ các khu. Một phần trong số đó, gã sẽ nộp cho môn phái bên trên.
một phần thì cho chính quyền, số tiền đến tay thực tế chỉ còn khoảng 45% thôi. Gã vẫn đang gom tiền để mua một bộ công pháp cấp cao, nhưng công pháp quá đắt nên giờ gã vẫn còn thiếu rất nhiều tiền. Vì thế, dạo này gã càng trở nên độc ác hơn, bắt đầu tìm đủ mọi cách vơ vét tiền của bà con trong khu vực. Xong, người dân vốn đâu có nhiều tiền, dù gã có làm gì đi nữa thì vẫn không đủ. Lúc này, có hai tên đàn em đẩy một cô gái khoảng 17, 18 tuổi vào. Cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, làn da trắng mịn, vóc dáng cũng rất nuột. Bang chủ, đây là em đẹp nhất mà bọn em tìm được, lúc bọn em bắt người đi, bố mẹ với anh trai nó phản kháng ghê lắm nên bọn em giết luôn rồi. Hoàng Uy bỏ sổ sách xuống rồi nhìn cô gái, sau đó gật đầu nói, chúng mày ra ngoài đi. Bọn đàn em lui ra, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Hoàng Uy và cô gái. Dạo này, tâm trạng của Hoàng Uy rất tệ, vì thế đêm nào gã cũng muốn tìm gái để giải khuây. Vì thực lực của bang ác cẩu ở khu vực này nên tất cả các cô gái ở đây đều thuộc về gã, gã muốn ngủ với ai thì ngủ, vì thế nên mỗi đêm mỗi em khác nhau. Trong số những người phụ nữ lên giường với gã, nếu ai nghe lời thì được cho ở lại giúp việc, còn không thì sẽ bị đám đàn em của gã thay nhau chơi đùa. Từ ngày gã trở thành bang chủ đến giờ, không biết đã hại đời của biết bao cô gái trẻ lương thiện. Cô gái vô cùng sợ hãi nên lùi lại, Hoàng Uy sầm mặt nói, ra đây. Không tôi đánh chết cô. Xong, bỗng cô gái không còn vẻ sợ sệt nữa, mà ngạc nhiên nhìn sang phía cạnh Hoàng Uy. Gã quay ngoắt lại thì nhìn thấy có hai người thanh niên đứng gần đó. Hoàng Uy nổi giận nói, ai cho chúng mày vào đây, gã cứ tưởng đó là đàn em của mình. Người đến chính là Trương Tiểu Bình và Ngô Vị. Ngô Vị lạnh giọng nói, Hoàng Uy, ông chuyên làm việc ác, hôm nay chúng tôi sẽ thay trời hành đạo. Hoàng Uy cười lạnh, dựa vào hai thằng nhãi danh chúng mày mà đòi giết tao ư. Gã đứng bật dậy rồi bước nhanh tới chỗ Trương Tiểu Bình và Ngô Vị. Ngô Vị lùi lại, còn Trương Tiểu Bình thì tiến lên. Thực lực của Hoàng Uy khá mạnh, gã giơ tay phải lên rồi chém mạnh xuống, đây là phách qua trưởng mà gã giỏi nhất. Xong, gã vừa chém tay xuống thì chân đã mềm nhũn rồi ngã nhào. Gã đành lùi lại một bước để giữ thăng bằng, nhưng đúng lúc này, Trương Tiểu Bình đã ra tay. Anh xuất hiện cạnh Hoàng Uy một cách bất ngờ rồi tung một quyền thật mạnh vào ngực gã. Hoàng Uy kêu lên hự một tiếng, sau đó ngã xuống. Làn da của gã chuyển sang màu đen, mối mắt trợn tròn, khí trong phổi thoát ra chứ không hít vào được. Khoảng chục giây sau, gã đã tắt thở. Lúc này, nếu giải phẫu thi thể thì có thể nhìn thấy phổi của gã đã bị dập nát nên không thể hô hấp được, còn tim cũng vỡ, lục phủ ngũ tạng đều bị thương nặng. Trương Tiểu Bình đánh chết Hoàng Uy xong. Ngô Vị cười nói, anh còn mạnh hơn em tưởng. Sau đó, anh ta nhìn sang cô gái rồi nói, cô đi đi. Cô gái thoáng do dự rồi chậm chậm bước đến cạnh Trương Tiểu Bình, sau đó quỳ xuống rồi nói, ân nhân, cảm ơn anh đã giết gã giúp tôi, sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp anh. Ngô Vị mỉm cười rồi nói với Trương Tiểu Bình, anh có thêm một cô hầu gái rồi nhé. Trương Tiểu Bình không muốn nhận thêm người làm nên nói, cô không cần đi theo tôi đâu, đi đi. Ngô Vị, đừng đi, tìm tiền giúp bọn tôi cái đã. Anh ta lục tìm tổng phòng một lúc, quả nhiên đã tìm thấy một cái hòm to, bên trong có đầy tiền bùa. Đây là tiền mà Hoàng Uy đổi từ Long Tệ sang, có khoảng 300.000. Cất tiền đi xong, Ngô Vị nói, anh, hậu thuẫn cho Hoàng Uy này là thiết trưởng môn, anh đánh chết gã rồi, kiểu gì thiết trưởng môn cũng đến tìm chúng ta. Trương Tiểu Bình, môn phái ấy có nhiều cao thủ không? Ngô Vị, nhiều lắm ạ, hình như môn chủ của họ là Địa Tiên. Hình như bây giờ, anh chưa đối phó với Địa Tiên được nhỉ? Trương Tiểu Bình, không sao, cho tôi thêm chút thời gian, muốn đánh thắng Địa Tiên cũng không phải là chuyện khó. Ngô Vị sáng mắt lên nói, em bái phục, thế giờ chúng mình chính thức ra tiếp quản bang ác cẩu thôi. Trương Tiểu Bình, Ngô Vị. Tôi không có kinh nghiệm quản lý bang phái nên cậu tạm thời lo vụ này đi. Ngô Vị gật đầu, vâng, thế em sẽ tạm thời lo thay anh, nhưng tên của bang này nghe kinh quá, hay đổi thành bang nhân nghĩa được không anh? Trương Tiểu Bình, tùy cậu. Hoàng Uy chết rồi, người của gã đều hàng phục ngay, Ngô Vị chỉ nói vài ba câu thì tất cả bọn họ đã ngoan ngoãn nhận anh ta làm chủ. Thực lực của Ngô Vị vốn cũng không yếu, tuy không mạnh bằng Hoàng Uy, nhưng để áp chế những người này thì dư sức.
giữ quá nhiều tiền cũng không tiện nên Trương Tiểu Bình đã mang tiền đến chỗ chị Ly, nhờ cô ấy cất hộ. Cô gái kia vẫn đi theo anh, Trương Tiểu Bình nói, cô tên là gì? Cô gái, em là A Thể. Trương Tiểu Bình, tôi dẫn cô đến một nơi, tạm thời cô hãy ở đó. Trương Tiểu Bình dẫn A Thể về quán rồi kể lại tình hình của cô ấy cho chị Ly nghe, nhờ chị Ly xếp chỗ ở cho A Thể. Khi chị Ly nhìn thấy 30.000 tiền bùa thì chấn động nói, một tiền bùa bằng 200.000 long tệ, chỗ này sẽ là 6 tỷ. Nhà mình thành đại gia rồi. Trương Tiểu Bình cười nói, cất tiền đi đã, em còn phải tiếp tục khiêu chiến cao thủ của các bang khác. Cứ thế, trong một đêm, Ngô Bình đã khiêu chiến 4 bang phái và kiếm được thêm 40.000 tiền bùa. Khiêu chiến xong người cuối cùng thì linh tính nội kình của anh đã tăng lên rõ rệt. Sau đó, anh bắt đầu khiêu chiến gia tộc, trong vòng 7 ngày, anh đã đánh bại hơn 40 thủ lĩnh của các bang phái. Đến một ngày, anh cảm thấy hóa kình của mình sắp đột phá lên tầng thứ 8. Tầng này có tên là cảnh giới pháp, nhưng nó cần rèn luyện cao độ thì mới có thể thành công. Hiện giờ, anh biết tìm ai để tỉ thí đây. Đúng lúc này, có một đám người chạy tới quán rồi đòi khiêu chiến anh. Trương Tiểu Bình đi ra ngoài thì nhìn thấy có hơn chục người chặn trước cửa quán, họ đều là các cao thủ đến khiêu chiến anh. Trương Tiểu Bình ngẩn ra, không hiểu có chuyện gì. Anh hỏi, các người đến khiêu chiến tôi đấy à? Một người trong số đó cười lạnh nói, đúng, vì chỉ cần đánh bại anh thì sẽ kiếm được 100 triệu tiền bùa. Trương Tiểu Bình giật mình nói, ai ra giá vậy? Người đó đáp, không cần biết là ai, nhưng tôi cứ phải đánh bại anh trước đã. Đường Tử Di ở gần đó thấy vậy thì cười nói, có nhiều người tới cho Huyền Bình luyện tay như vậy thì chắc sẽ giúp anh ấy đột phá lên tầng thứ 8 đấy nhỉ? La Thiên Tướng, thứ cậu ấy theo đuổi là hóa kình đỉnh phong, chỉ có cách này mới giúp cậu ấy nhanh chóng tiến bộ thôi. Chu Thanh Nghiên, tu sĩ dưới cảnh giới thuần dương đều có thể khiêu chiến. Thế thì sau đó sẽ có cả địa tiên xuất hiện. La Thiên Tướng, cảnh giới địa tiên tầng thứ nhất ngoài có nguyên thần ra thì không có ưu thế nào hơn Ngô Bình cả. Và lại, cậu ấy đang đột phá tầng thứ 8 của hóa kình, nếu thành công thì tu sĩ địa tiên cũng phải lép vế. Chu Thanh Nghiên, hóa kình đã khiếp vậy rồi, nếu là tiên kình thì còn đáng sợ đến đâu. La Thiên Tướng, thật ra khi hóa kình đạt đến một bậc nhất định thì sẽ biến cơ thể thành tiên thể của tiên kình thôi. Chờ Ngô Bình có tiên thể rồi thì hiểu biết về nội kình sẽ lên một tầm cao mới, khi ấy thứ phát ra sẽ là tiên kình. Tiên kình không khác gì pháp lực, thậm chí còn tinh thuần hơn. Vì thế, đến tu sĩ cảnh giới linh biến của địa tiên mà gặp cao thủ tiên kình thì cũng thua như thường. Về phần Trương Tiểu Bình, anh vẫn đang mù mờ không biết ai đã treo thưởng, vì dù anh có liên tục khiêu chiến các bang phái trong một năm thì cũng không kiếm được nhiều như vậy. Nhưng anh nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy sang một bên. Giờ anh phải đấu với những người này đã. Liên tiếp 5 ngày sau đó, có khá nhiều tu sĩ địa tiên đến khiêu chiến Trương Tiểu Bình, thậm chí có người còn đấu với anh trên trăm chiêu, nhưng cuối cùng đều bị anh đánh bại. Hôm nay, anh vừa hạ được một tu sĩ cảnh giới địa tiên thuần dương, sau đó anh cảm thấy nội kình của mình đã có quy luật hơn. Anh lập tức nắm lấy cơ hội, dốc toàn lực để cảm nhận. Đánh bại thêm vài người nữa xong thì Ngô Bình tuyên bố khiêu chiến hôm nay kết thúc. Sau đó anh quay lại quan tài rồi dồn lực đột phá. Vài tiếng sau, cuối cùng anh cũng thành công tiến vào tầng thứ 8 hóa kình. Nhưng sang ngày hôm sau, thể lệ khiêu chiến Ngô Bình đã thay đổi, tu sĩ linh biến hoặc trên cảnh giới này mà đánh bại Trương Tiểu Bình thì sẽ được thưởng 1 tỷ tiền bùa. Vì thế, số người khiêu chiến anh đã tăng lên chóng mặt, có vài trăm người xếp hàng ngoài cổng. Trương Tiểu Bình không buồn nghĩ ngợi nhiều, vì những người này rất phù hợp cho anh luyện quyền. Vì thế đến càng nhiều càng tốt. Mới vài hôm mà cảnh giới pháp của Trương Tiểu Bình đã viên mãn, anh bắt đầu đột phá tầng thứ 9 của biến kình là thiên nhân. Cảnh giới này có thể kết nối sức mạnh với trời đất, vì thế có uy lực rất mạnh mẽ. Đương nhiên tu luyện cảnh giới này sẽ khó hơn, chỉ có kỳ tài mới có cơ hội lĩnh ngộ. Còn Trương Tiểu Bình bây giờ thì có thể cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Thấy Trương Tiểu Bình không thể đột phá được nữa, nhóm Đường Tử Di không khỏi sốt sắng. Tông chủ La, Tiểu Bình còn đột phá được nữa không? La Thiên Tướng, tôi không biết, tuy Tiểu Bình có tư chất hơn người, nhưng thật sự 9 tầng của hóa kình quá khó nên không biết thế nào được. Sang ngày hôm sau, treo thưởng khiêu chiến đã biến mất, không còn ai xếp hàng khiêu chiến Ngô Bình nữa, nhưng vẫn có nhiều người không phục đến khiêu chiến tiếp, song đều bị Trương Tiểu Bình đánh bại ngay.
Hôm nay, cuối cùng ngôi nhà nhỏ ở Thủy Đạo đã xây xong, Trương Tiểu Bình đào một con đường xuống thẳng Thiên Quan, còn ngôi nhà này sẽ là chỗ ở của anh và chị Ly. Bây giờ, chị Ly không còn bận tâm đến quán nữa, mà chỉ chăm lo cho Trương Tiểu Bình. Mấy ngày liền không đột phá, Trương Tiểu Bình thấy hơi sốt ruột, vì thế anh đã uống rất nhiều rượu. Lần này, anh đã mặc kệ tất thảy, cứ uống rượu xong thì lại phát tiết trên người chị Ly. Trong cơn mê man, cơ thể của Trương Tiểu Bình tự động đứng dậy, sau đó bày ra một tư thế kỳ lạ. Lúc này, Trương Tiểu Bình đã tiến vào một trạng thái vô thức, có thể anh tự hành động. Thấy thế, chị Ly ngẩn ra, nhưng không dám đánh thức Trương Tiểu Bình. La Thiên Tướng ngạc nhiên nói, cảnh giới vô ngã, tầng thứ 9 của Hóa Kình, hay đấy. Nhìn thấy động tác đầu tiên của Trương Tiểu Bình, Thiên Chủ Thanh Tuyết không nhịn được nói, cơ thể tự động kết nối với đất trời, kể ra khéo không ai tin mất. La Thiên Tướng gật đầu, đúng thế, cơ thể của cậu ấy đã thành tinh rồi. Chu Thanh Nghiên cười nói, cơ thể thành tinh, cách nói này nghe hay thế. Chỉ thấy Ngô Bình làm liền một mạch 12 động tác tương ứng với 12 tiếng. Đến khi trời sáng, anh chợt vung tay, không gian xung quanh vặn vẹo, một luồng khí tức khủng khiếp vây quanh anh. Đúng lúc này, Trương Tiểu Bình đã khôi phục lại ý thức, anh nhanh chóng cảm thấy có gì đó là lạ, vì cơ thể mình đang kết nối với các sức mạnh của tự nhiên. Anh bật cười lớn rồi dậm chân, sức mạnh của mặt đất dội vào cơ thể anh giang tay, Thái Dương chân hỏa cũng được anh hấp thu vào trong phổi để làm ấm cơ thể. Cuối cùng mình cũng làm được rồi. Chờ cảnh giới của anh ổn định thì đã đến chưa? Lúc này, có người hớt hải chạy vào nói, có chuyện rồi ạ, Ngô Vị bị người ta đánh bị thương, người ra tay là Địa Tiên, người đó vẫn chưa đi, bảo chờ Bình ra đến ạ. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, đó là ai? Người kia, người này tự nhiên là môn chủ của Thiết Trưởng Môn ạ. Trương Tiểu Bình hiểu ra, anh đã tiêu diệt bang Ác Cập nên môn phái hậu thuẫn cho họ mới nên hỏi tội. Anh nhanh chóng đi tới bang Nhân Nghĩa, quả nhiên đã nhìn thấy Ngô Vị đang nằm trong vũng máu, anh kiểm tra cho anh ta thấy không phải vết thương chí mạng, mà chỉ bị gãy xương thôi. Ngô Vị cắn răng nói, đại ca cẩn thận, người này ở cảnh giới thần hóa rồi. Tu sĩ thần hóa đã là rất mạnh trong cảnh giới địa tiên, đến nhân tiên cũng phải khiếp sợ. Nhưng Trương Tiểu Bình thì không, anh đã luyện đến tầng thứ 9 của Hóa Kình thì thần hóa có là gì chứ? Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi ngồi trong đại đường, ông ta nhìn Trương Tiểu Bình rồi hỏi, cậu là Trương Tiểu Bình hả? Nghe nói mấy ngày qua cậu đã đánh bại rất nhiều tu sĩ địa tiên tới khiêu chiến đúng không? Trương Tiểu Bình, đúng, ông là môn chủ của Thiết Trưởng Môn à? Người đàn ông gật đầu, đúng, xem ra cậu đúng là một thiên tài. Tôi cho cậu hai sự lựa chọn, một là làm đệ tử của tôi sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng cho cậu, hai là tôi sẽ giết cậu ngay bây giờ. Trương Tiểu Bình thờ ơ nói, ông chưa đủ tư cách làm sư phụ của tôi đâu. Người đàn ông nổi giận, chán sống rồi mà, ông ta vung tay lên tấn công Ngô Bình. Anh lách người sang một bên rồi bất ngờ xuất hiện sau lưng ông ta, sau đó tung một chưởng ra. Bả vai của người đàn ông đau nhói, sau đó thì gãy nát. Ông ta cố nhịn cơn đau, định phóng Nguyên Anh ra để liều mạng với Trương Tiểu Bình. Xong. Bỗng có một luồng nội kình khủng khiếp xâm nhập vào thân cung của ông ta, sau đó làm Nguyên Anh bị tên liệt. Người đàn ông thấy ý thức của mình dần trở nên mơ hồ, mắt cũng tối sầm. Rắc! Trương Tiểu Bình ra tay dứt khoát, anh biết người đàn ông này sẽ không nương tay với mình nên tung một chưởng vào đầu ông ta, xương đầu gãy vụn, Nguyên Anh xông ra rồi bay lên cao. Trương Tiểu Bình giơ tay tấn công tiếp, có một tiếng động lớn vang lên. Sức mạnh tầng thứ 9 của Hóa Kình tuôn ra ẩn chứa sức mạnh của tự nhiên, Nguyên Anh kia không chịu được nên đã nổ tung. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này thì đều ngẩn ra, Ngô Vị vừa mừng vừa ngạc nhiên nói, đại ca quá mạnh. Có thể đánh chết tu sĩ địa tiên thần hóa ngay, chuyện này mà kể ra ngoài chắc không ai được mất. Anh ta đi tới thi thể của địa tiên kia rồi lục lọi, quả nhiên đã tìm được một chiếc nhẫn, sau đó cười nói, biết ngay có pháp khí chữ đồ mà. Đại ca, chúng ta phát tài rồi. Trương Tiểu Bình cầm lấy pháp khí ấy nhưng không sử dụng được, vì anh vẫn chưa tu luyện được thần thức và thần niệm. Ngô Vị gọi người đến xử lý thi thể rồi nói, đại ca, em thấy chúng ta đã đánh chết môn chủ của Thiết Trưởng Môn rồi thì nên tới đó ngó nghiêng một chút. Trương Tiểu Bình, đến đó làm gì? Ngô Vị, Thiết Trưởng Môn có nhiều tài nguyên lắm đấy, chúng ta không thể bỏ phí được. Trương Tiểu Bình lắc đầu, thôi,
giờ tôi phải tranh thủ tu luyện. Ngô Vị gật đầu, đại ca nói đúng, thế việc này để sau vậy. Sau đó, anh ta hào hứng hỏi, đại ca, giờ anh ở cảnh giới nào rồi? Em thấy không phải nội kình, mà cũng không giống khí kình. Trương Tiểu Bình, tôi vẫn đang hóa kình, đang chờ xem có thể đột phá tiên kình được không? Ngô Vị dựng ngón tay cái nói, quá đỉnh, em chưa nghe đến tầng thứ 9 của hóa kình bao giờ. Nói thật em cũng có tư chất khá, nhưng chỉ chạm được một chút vào hóa kình thôi, chứ tầng 1 cũng không dám mơ tới. Trương Tiểu Bình cười nói, không sao, tôi có thể dạy cậu. Ngô Vị mừng rỡ, cảm ơn đại ca. Lúc này, Đường Tử Di hỏi, xem ra Tiểu Bình định bồi dưỡng Ngô Vị kia, không biết người này có tư chất ra sao. La Thiên Tướng, tên này cũng được, hơn nữa còn có huyết mạch đặc biệt, nếu được cao nhân chỉ dẫn thì tương lai cũng sáng lắm. Dù bây giờ Tiểu Bình không chỉ dạy cho cậu ta thì sau này cậu ta cũng có cơ duyên khác. Đường Tử Di, thế thì tốt, có thêm anh ta thì Tiểu Bình cũng có người giúp sức. La Thiên Tướng, năng lượng của tiên quan cửu tuyệt đã bị Tiểu Bình hấp thu khá nhiều rồi, vài hôm nữa là cậu ấy sẽ có tiên thể cửu tuyệt. May mà cậu ấy lên tầng 9 của hóa kình rồi, không thì chẳng hấp thu tiên lực cửu tuyệt được đâu. Thần Chiếu, Tông Chủ La, tiên thể cửu tuyệt mạnh lắm à? La Thiên Tương cười nói, đương nhiên, tiên thể cửu tuyệt là thế chất vô thượng để tu tiên. Nhưng khó luyện thành lắm, nó có yêu cầu rất cao với truyền nhân, cũng chỉ loại yêu nghiệt như Ngô Bình mới sử dụng được thôi. Đường Tử Di, Tông Chủ có biết lai lịch của tiên quan cửu tuyệt không? La Thiên Tướng, tôi có nghe nói tiên quan cửu tuyệt do 9 vị đại La Kim Tiên cùng làm trong vòng cả nghìn năm, mục đích của họ là trấn áp một người rất mạnh. Về sau, người đó đã bị tiên quan cửu tuyệt luyện hóa rồi hấp thu. Đường Tử Di nghe xong thì nói, Tông Chủ La, ý của ngài là tiên quan không chỉ có 9 sức mạnh ư. La Thiên Tướng gật đầu, chờ Tiểu Bình hấp thu 9 loại sức mạnh xong, một sức mạnh khủng khiếp khác sẽ xuất hiện, nhưng nó là gì thì tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải thứ xấu. Hôm đó, Trương Tiểu Bình bắt đầu dạy Ngô Vị cách đột phá tầng thứ nhất của hóa kình, anh đặt tay lên bả vai Ngô Vị, nội kình dập dềnh khiến Ngô Vị cảm nhận được sự kỳ diệu của tầng thứ nhất hóa kình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.